Chương 4900, đuổi giết giáo chủ Bát Tinh. Sát thủ kia kinh hãi, vội vàng trốn tránh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đã phải trả một cái giá lớn để tránh thoát được một kích này, trên cánh tay xuất hiện một vết thương. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một tên giáo chủ nhất tinh, nhưng bên trong một kích đánh ra có thể ngưng tụ tới 14 đạo quy tắc, nói ra ai sẽ tin chứ? Mọi người xung quanh cũng đều trợn mắt há mồm, những người chưa đột phá cấp giáo chủ còn tốt, những người đã là cấp giáo chủ thì ai cũng đều nghiến răng bọn họ thế biết rõ độ khó để đánh ra một quyền được 14 đạo quy tắc. Người dưới giáo chủ Ngô Tinh nghĩ cũng không dám nghĩ, còn những người đã ngoài Ngô Tinh, bọn họ cần một thời gian để tích lũy, tuyệt đối không thể nào hoàn thành trong nháy mắt. Cho nên, đây là một quái thai gì thế? Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn yêu nghiệt như vậy, tự nhiên là bởi vì thần thức của hắn quá mức hoàn mỹ, quá mức cường đại. Thần thức của hắn vốn đã vượt qua cấp giáo chủ bình thường, mà sau vượt qua bỉ ngạn, thần thức cũng đạt đến độ hoàn mỹ về sau còn thêm một bước chiết xuất vậy thì phẩm chất linh hồn của ai có thể so sánh với hắn chứ thần thức càng mạnh thì càng hoàn mỹ tốc độ cảm ứng rút ra đạo tắc của thiên địa lại càng nhanh đúng vậy ta cũng thật kỳ quái lợi hại như này thì người khác sống thế nào đây a à? lăng hàn lắc đầu khốn kiếp đắc chí nhưng trên thực tế lăng hàn thật sự có tư cách như vậy yêu nghiệt như hắn thế gian còn có kẻ thứ hai sao thế hệ hoàng kim cũng không thể so sánh có lẽ dương dịch hoàn vạn đạo có thể, đúng, còn có yêu nghiệt đấy. Tuy rằng mọi người đều tự nhận mình không bằng lăng hàn, nhưng vì tâm lý đố kỵ, ghen ghét, bọn họ vắt hết óc để nghĩ ra đối thủ cạnh tranh với lăng hàn, tuyệt không thừa nhận hắn là người vô địch. Sát thủ kia hét lớn một tiếng, toàn lực phá vòng vây. Nhưng mà cũng chỉ phí công, nói đến cường độ lực lượng, hắn là bát tinh, mà lăng hàn chỉ dừng ở ngũ tinh, kỳ thật là hắn chiếm ưu thế, nhưng nói về mặt quy tắc, lăng hàn đánh ra một kích có thể mang theo 14 đạo quy tắc, hắn chỉ có 10 đạo, hắn sẽ bị lang hàn nghiền ép. Do đó, hai người đều có ưu thế của riêng mình, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Lang hàn tiến vào trạng thái, triển khai hàn quyền, lập tức, chiến lực của hắn tăng lên như vũ bão. Lúc trước chiến đấu cùng dai với đại đế, rõ ràng lực lượng như nhau, đại đế có thể ép lang hàn tới nỗi không chút tính tình, vì sao? Đơn giản, mỗi một vị đại đế đều có võ đạo của bản thân, bởi vậy, sức mạnh giống nhau thì như thế nào? Hiện tại cũng vậy, Lăng Hàn đã bắt đầu đi con đường của chính mình, mặc dù không có đạt tới cấp bậc đại đế, nhưng đối thủ cũng không phải là đại đế. Hắn nhanh chóng chiếm thượng phong, xung quanh lặng ngắt như tờ. Giáo chủ nhất tinh áp đảo bát tinh, trời ạ, à, có ai tin tưởng, đến cấp bậc tiểu thừa cảnh này, võ giả có thể được xưng là đại năng, mà giáo chủ nhất tinh và giáo chủ nhị tinh tầm đều có một khoảng cách nhất định, gần như không người nào có thể chiến đấu vượt cấp. Không có cách nào khác, người có thể trở thành đại năng, có ai không phải thiên tài trong thiên tài chứ? nếu như tất cả mọi người đều là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi có thể chiến đấu vượt cấp. Cho nên, Lăng Hàn biểu hiện như thế quả thực là không thể tưởng tượng nổi, yêu nghiệt đến nỗi khiến cho người khác không thể tin nổi. Nhưng sự thật chính là sự thật, dưới từng quyền bạo kích của Lăng Hàn, sát thủ kia không có sức đánh trả. Thấy tình thế không ổn, sát thủ không để ý tất cả, hắn bắt đầu phá vòng vây. Tha rằng trọng thương, hắn cũng muốn bảo vệ mạng của mình. Lăng Hàn cười cười, cũng lời lãng phí thời gian sát khí xung kích tấn công phát ra ông a à, sát thủ kia lập tức ôm đầu kêu thảm thiết chỉ cảm thấy thức hải giống như muốn nổ tung thất khiếu chảy máu Lăng hàn đuổi theo công kích mạnh mẽ tên sát thủ miễn cưỡng đánh trả dưới sự áp chế của sát khí xung kích hắn căn bản không có cách nào phản kích vết thương trên người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nặng hơn đã qua thêm mấy chục chiêu hắn bị đánh chít mọi người đều nhìn lang hàn bằng ánh mắt kính sợ Tên này giờ đã có thể đuổi giết giáo chủ Bát Tinh, ngoại trừ một số vị thế hệ hoàng kim sắp bước lên cấp tôn giả như Lâm Hiên, còn có ai có thể trấn áp được hắn? Thời đại này liệu có thuộc về nam nhân trẻ tuổi này không? Lăng Hàn cũng không thu đạo quả của tên sát thủ này, một phần là do đối phương là người, để hắn rạch bụng đồng loại, lấy đi đạo quả để dùng, hắn không làm được. Một phần nữa là do hắn đã tiến lên cấp giáo chủ, cần sự tinh khiết, cần tiên khí chất lượng cao tẩm bổ đạo quả hắn không để ý đến phản ứng của người khác, mà là vươn người đứng dậy, đi vào bên trong thác nước. Oanh, lập tức có sức mạnh đáng sợ xuất hiện, còn có quy tắc hóa thành từng thanh tiểu kiếm cắt qua người hắn, muốn cắt hắn thành từng mảnh. Lăng Hàn mở ra màn sáng tinh thần, hắn leo lên cấp bậc giáo chủ, màn sáng tinh thần cũng có sự thay đổi, quy tắc dung nhập tăng thêm sức phòng ngự. Quy tắc đấu quy tắc, đều là cấp bậc lục tinh, Lăng Hàn không sợ. Tiểu kiếm do quy tắc hóa thành không ngừng mà cứ qua người Lăng Hàn, thậm chí giống như có ba, năm cường giả cấp giáo chủ thay nhau tấn công Lăng Hàn. Nếu đổi thành một tên giáo chủ nhất tinh khác, khẳng định không chịu nổi. Lấy một địch ba, địch năm, ngăn cản như thế nào? Nhưng Lăng Hàn lại có thể một kích ngưng tụ 14 đạo quy tắc, chuyện này có tính là gì? Hắn ngược dòng thác nước, vượt lên đỉnh thác. Sau khi sông lên một đoạn, sức mạnh của thác nước tăng lên, mà cường độ của tiểu kiếm quy tắc cũng theo đó mà tăng lên. Lăng Hàn chỉ cười cười, cũng không có ra quyền, hắn vẫn sử dụng màn sáng tinh thần để ngăn cản. Đủ rồi, điều này làm mọi người đứng xem không nói nên lời, bọn họ cũng đã thử ngược dòng để sông lên thác nước, nhưng kết quả thì sao? Nhìn lại lăng hàn, người ta đến bây giờ cũng chưa có ra tay, quá dễ dàng. Lúc bay đến một nửa thác, lực tấn công càng mạnh, mà tiểu kiếm quy tắc lúc ban đầu do một đạo quy tắc ngưng tụ thành, giờ biến thành ba đạo. Chuyện này có chút khủng bố, dưới sự tấn công dồn dập Lăng Hàn cũng không thể không tập trung tinh thần, vùng quyền bắt đầu hóa giải. Lại sông, lại sông, lại sông, 3 phần 4, 4 phần 5, 9 phần 10. Lăng Hàn đã là tiếp cận được đến đỉnh của thác nước, lúc này, lực tấn công đã đạt tới cấp giáo chủ tứ tinh, tiểu kiếm quy tắc cũng do bốn đạo tạo thành, như thế đủ để làm cho tám chín thành giáo chủ nhất tinh tuyệt vọng. Nhưng Lăng Hàn lại nhẹ nhàng tránh khỏi, đến đích một cách dễ dàng. Ở phía trước trung tâm của thác nước có một cánh cổng ánh sáng màu đen. Đây là khu vực cổng truyền thống đến chỗ tiếp theo. Lăng Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không chút do dự đi tới, tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Lập tức, một lực lượng kỳ diệu xuất hiện, không gian xảy ra biến hóa. Khi Lăng Hàn bước thêm một bước, hắn không ngờ mình lại xuất hiện trong sa mạc. Hắn cũng không lập tức có hành động gì, mà chỉ nhắm mắt lại, cảm ứng khu vực này. Nhưng vẫn không cảm ứng được địa mạch, Lăng Hàn lắc đầu, lần này, hắn không cách nào vận dụng được tinh bộ. Nhưng cũng không có vấn đề gì, hắn hiện tại có phong dực thiên tường, đây chính là thân pháp mạnh nhất thế gian, còn chưa đủ sao. Hắn cất bước mà đi, đối với nơi xa lạ này, hắn cũng lời để ý, cứ hướng về một phía mà đi. Sau ba ngày đi đường, phía trước bỗng xuất hiện một tòa thành. Hắn đi tới, ánh mắt nhìn qua, hắn kinh ngạc. linh 4901, Hầu Ca xuất hiện. Người ở đây đều là người từ ngoài đến, nhưng số lượng đã đạt hơn một ngàn. Trước đó, thác nước đã chặn được bao nhiêu người, ở đây còn có hơn một ngàn người, có nghĩa là gì? Lại có người đi từ cây cầu cầu vồng khác tới đây, thậm chí, tất cả những người đi đến từ những cây cầu cầu vồng khác sẽ tụ tập lại ở đây. Lăng Hàn, âm thanh lạnh lùng vang lên, Lâm Hiên cất bước đi tới, khi tức tôn giả sôi trào, hắn đứng ở trước mặt Lăng Hàn. Lâm Hiên như một con sư tử hung bạo nhìn chăm chú vào con cừu non yếu ớt. Loại thực lực đối lập này gọi là nghiền ép, xíu yêu yêu, xíu yêu yêu, đế tử xuất hiện ngày càng nhiều, vừa có người của thế hệ Hoàng Kim, cũng có người của thế hệ Bạch Ngân, còn có những đế tử bình thường khác. Có thể làm đế tử, nếu đến cả việc thông qua đế lộ cũng không được thì thật là quá tệ. Trừ những người đó ra, còn có Vạn Đạo, Thủy Nhất, Đinh Thụ, nhưng Hà La và Dương Dịch Hoàn vẫn còn chưa có mặt. Dựa vào thực lực của hai người đó chẳng lẽ đến nơi đây cũng là điều không thể. Đương nhiên không có khả năng, cho nên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ đi cây cầu cầu vòng đối ứng với thông đạo còn chưa có mở ra. Điều này rất bình thường, giống như lúc trước ở Bảy Đảo, mọi người cần đồng tâm hiệp lực, cũng không phải cứ người có giá trị vũ lực ngập trời sẽ nhất định đến nhanh. Hoặc là, bọn họ đã từng tiến vào đế lộ nhiều lần, nên đã đi tới chỗ đặc biệt nào đó rồi cũng nên. Phong Diệu Lăng lại có mặt, nhưng nàng cũng không có ra tay, chỉ ôm kiếm lạnh lùng nhìn những đế tử kia. Lăng Hàn mỉm cười, làm gì vậy, đã lâu không gặp, nhớ ta sao? Sắp chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo như vậy. Quan tinh hắn cười lạnh, tuy rằng hắn kém hơn Lăng Hiên một đại cảnh giới, nhưng bọn họ đều cùng là thế hệ hoàng kim, hắn cũng chưa từng bại lộ sự yếu thế trước mặt Lâm Hiên. Bởi vì, chỉ cần hắn muốn thì hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn bước lên cấp bậc tôn giả, chỉ là hắn muốn càng mạnh hơn nữa, hắn cần rèn luyện thêm ở tiểu thừa cảnh. Lăng Hàn liếc nhìn hắn, người lớn nói chuyện, trẻ con câm miệng, có hiểu quy củ hay không? Quan tinh hắn lập tức tức sôi máu, ánh mắt lạnh lùng, xúc động muốn ra tay. Lăng Hàn, người chẳng khác gì con rán, Lâm Hiên thì là nhàn nhạt nói ra rõ ràng đã ngăn ngươi ở bên ngoài đế lộ ngươi lại còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta ngược lại thật sự làm cho ta kinh ngạc thấy lâm hiên cũng không có ý muốn lập tức ra tay nên quan tinh hán cũng không dám đi quá giới hạn dù sao đối phương là tôn giả nên cần có sự tôn trọng nhất định ý ngươi nói ta là con rán khó giết đúng không hay là khen ta sức sống ngoan cường lang hàn cười lớn chuyện làm ngươi phải giật mình thì còn nhiều lắm lâm hiên cũng không để ý gì tiếp tục nói có điều ngươi cũng quá ngu xuẩn biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, quả thực là muốn chết. Lăng Hàn đang tươi cười nhưng suy nghĩ của hắn chưa bao giờ dừng lại. Nói đến chiến lực, dù hắn có thánh khí trong tay, nhưng vẫn không có khả năng địch nổi tôn giả, không có biện pháp, chịu sự hạn chế của cảnh giới, thánh khí cũng không cách nào phát huy ra uy năng cường đại nhất. Cho nên, chỉ có thể chạy sao, mặc dù không thể sử dụng tinh bộ, Lăng Hàn vẫn tự tin dùng phượng dực thiên tường, dù cho hắn đối mặt đế tử, hắn cũng có thể nắm giữ ưu thế một đại cảnh giới hắn cũng không sợ tôn giả nhưng vừa mới bước lên cấp giáo chủ hắn chuẩn bị đại sát tứ phương hiện tại lại xuất hiện cấp bậc tôn giả ông trời đang muốn chơi đùa hắn sao tên hỗn đản nào dám khi dễ huynh đệ lão tôn lúc này một âm thanh tràn ngập hung bạo đột nhiên vang lên lăng hàn lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng hắn nói với người vừa nói chuyện hầu ca âm thanh này đúng là hầu ca mọi người nhìn theo ánh mắt của lăng hàn gương mặt đầy kinh ngạc. Lúc này lại có người dám giúp đỡ Lăng Hàn, chẳng lẽ không biết, đối thủ của Lăng Hàn là thế hệ Hoàng Kim, hơn nữa còn là cấp bậc tôn giả, thậm chí không chỉ một người hay sao. Người ngăn ở phía trước dần tránh sang hai bên, sau đó một hầu tử mặt thiên lôi xuất hiện. Không phải hầu ca thì là ai? Lúc này, hầu ca mặc hoàng tử giáp, sau lưng buộc một chiếc áo choàng đỏ thấm, trong tay nắm một cây côn sắt màu đen, có điều, mỗi bên đầu côn sắt đã có thêm chín đạo kim tuyến. Hầu ca nghiêng đầu, Cây côn trong tay đã dơ lên chỉ vào Lâm Hiên. Tư thái quá khiêu khích, tản ra lệ khí ngập trời. Lâm Hiên cũng nhìn sang, ánh mắt sáng lên, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôn giả, đây mới là một gã tôn giả. Tôn giả không kỳ lạ, tại hỏa vân đế tộc có khoảng 20 vị, nếu nhìn khắp thiên hạ, không nói đến mấy vạn, nhưng mấy ngàn thì khẳng định vẫn có. Nhưng mà, có thể tiến vào đế lộ thì vô cùng ít ỏi. Theo hắn được biết thì chỉ có 3 người là chính hắn, đế tử Minh và đế tử Thiên bởi vì tiến vào đế lộ còn có quy định giới hạn tuổi tác, nếu là tôn giả, nhất định phải dưới 5.000 tuổi. Nhưng bây giờ, rõ ràng lại xuất hiện một tôn giả hầu tộc, đương nhiên làm cho hắn ngạc nhiên. Ngươi là người phương nào? Hắn trầm giọng hỏi, hầu ca không thèm đáp, trực tiếp xông lên. Trước tiên ăn một côn của lão tôn đã, oanh, thiết bổng nện xuống như một ngọn núi, không, một ngọn núi bị sạt lở, quy tắc đan vào nhau, tình hình vô cùng nguy hiểm. Chính vì bá đạo như vậy, nên mới không chơi đùa với ngươi. Lâm Hiên cũng biến sắc, lại không dám trực tiếp đỡ lấy, hắn lùi lại về sau. Một phát côn thất bại, côn đánh lên mặt đất, chỗ đó lập tức dạn nứt, chấn động không ngừng, nhưng điều khiến cho người khác ngạc nhiên là tòa lâu đài phía trước kia vẫn lù lù bất động. Nhưng càng làm cho người khác giật mình, vẫn là mảnh đất này rất chắc chắn. Một đòn của tôn giả lại chỉ làm mặt đất bị dạn nứt, không hề bị vỡ tan nát. Sau đó, chỉ thấy vết dạn nứt trên mặt đất từ từ khép lại, giống như nó cũng tràn ngập sức mạnh sinh mệnh không hổ là đế lộ thật kỳ dị lăng hàn lại không đặt sự chú ý ở đây mà vui vẻ nói hầu ca người đột phá cấp tôn giả hầu ca đặt côn sắt lên vai đột phá hơn nữa lại còn đột phá nhị tinh ha ha lăng hàn cười to cảm thấy vui sướng thay cho hầu ca còn bản thân chính mình hắn có thêm một sự giúp đỡ lớn nhìn huynh đệ hai người nói chuyện với nhau tất cả mọi người đều ngạc nhiên trong thế hệ hoàng kim lâm hiền có thể được coi là mạnh nhất vậy mà lại bị côn của một con khỉ bước lui, không dám đón đỡ. Trời à, sắc mặt đám đế tử nghiêm nghị, đặc biệt là thế hệ hoàng kim, bọn họ còn hiểu rõ sự đáng sợ của Lâm Hiên hơn người khác, ngay cả hắn ta cũng đều không dám tiếp chiêu, vậy thì đối thủ sẽ mạnh đến mức nào. Lâm Hiên nhướng mày, cũng không phải là hầu ca yêu nghiệt hơn hắn, mà là về mặt cảnh giới, hắn chịu thiệt. Dù là hắn ở bên trong đế lộ lấy được không ít cơ duyên, nhưng hiện giờ cũng chỉ là một tôn giả nhất tinh, cách đột phá còn một cần chút thời gian, dù sao cảnh giới càng cao đột phá càng khó, hắn cần thêm tích lũy tôn giả nhị tinh. Hắn nói ra từng chữ một, trong ánh mắt lóe lên một chút kiên kỵ. Nếu như đối phương chỉ là tôn giả bình thường cũng không sao cả, chẳng lẽ thế hệ hoàng kim không thể chiến đấu vượt một cấp sao? Nhưng đủ sức để có thể xuất hiện ở chỗ này, nhất định là thiên tài trong thiên tài, đặc biệt là cấp tôn giả. Lúc còn trẻ mà đã có thể tiến vào đế lộ, đây là người châu bò cỡ nào? Vừa rồi hầu ca ra tay, hắn thấy rõ ràng quấn quanh phía trên côn sắt là chín đạo quy tắc thất tinh. Tuy hắn tự phụ, nhưng cũng thực sự rất rõ ràng, sau khi bản thân tiến lên cấp nhị tinh, một kích cũng có thể đánh ra chín đạo quy tắc thất tinh. Cho nên, thiên phú võ đạo của con khỉ này cũng không kém cạnh gì mình. Nếu đã như vậy, tranh lệch một tinh chính là cách biệt một trời, một vực. chương 4902, Hầu Tử Khí Phách Hầu ca hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Hiên, người muốn giết huynh đệ của Lão Tôn, vậy đã hỏi qua côn của Lão Tôn chưa? thái độ này quá khinh miệt lâm hiên dù sao cũng là thế hệ hoàng kim hắn sao chấp nhận được miệt thị như vậy dù sao thì thực lực rõ ràng kém hơn hắn không thể không áp chế lửa giận trong lòng trầm giọng nói các hạ là ai yêu nghiệt như vậy có thể so sánh thế hệ hoàng kim chẳng lẽ là quái vật như dương dịch hoàn sao tôn gia gia của nhà ngươi đó hầu ca đem côn gác ở trên vai trên mặt còn mang theo khí chất vô lại ánh mắt lâm hiên chợt lóe thiếu chút nữa đã ra tay quá đáng giận ngươi giàu gì cũng là tôn giả sao lại nói những lời vô lại như vậy ngươi hắn chỉ vào hầu ca ngươi cái gì mà ngươi lại ăn của lão tôn một côn đi hầu ca chính là kẻ nóng tính lập tức phung côn đánh tới hoàn toàn không nói đạo lý oanh 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 thực lực của tôn giả nhị tinh được phóng thích thỏa thích hầu ca khí phách vô song lâm hiên thật sự nhịn không nổi lôi ra bích thủy kiếm đón đỡ nhưng mà tranh lệch một tinh hắn căn bản không địch lại lập tức bị quét bay ra ngoài Hầu ca thừa thắng sông lên, dám động tới huynh đệ của lão tôn, không đánh ngươi thành thịt nát, lão tôn sẽ đổi tên ngươi ra sau. Hắn quá cường thế, dưới sự tấn công từng côn một, lâm hiên hoàn toàn không cách nào địch nổi, chỉ có thể đông trốn tây tránh. Mọi người thấy cảnh này đều líu lưỡi. Thế hệ hoàng kim đấy, dưới tình huống cảnh giới tương đương, hiện tại không địch lại. Kỳ thật, thế hệ hoàng kim cũng không có khả năng vô địch ở tình huống cùng cảnh giới, nhưng bọn họ có uy danh quá lớn làm cho tất cả mọi người đều có ảo giác bọn họ là người vô địch cùng cảnh giới hiện tại thần thoại bị phá vỡ tự nhiên làm cho mọi người ngạc nhiên lâm huynh ta đến giúp ngươi giúp một tay đế tử minh ra tay gia nhập chiến đấu nhị tinh đánh nhất tinh quá không công bằng ta cũng tới đế tử thiên cũng gia nhập chiến đấu ba tôn giả của thế hệ hoàng kim liên thủ là đủ để chiến với hầu ca ba người này đều là tôn giả liên thủ lại cũng sẽ tương đương đạt với chiến lược nhị tinh bởi vậy cuộc chiến rất nhanh đã có kết quả hầu ca cười ha ha hào tình vạn trượng côn sắt phung vẩy có một loại áp lực khủng bố phảng phất chỉ cần một kích nhẹ nhàng cũng có thể đánh một ngôi sao vỡ nát thánh binh đế tử minh kinh hô đây không phải côn sắt bình thường nó là do thánh liệu tạo thành nhưng cũng chỉ là như thế không phải là thánh khí không thể mượn cấp bậc quy tắc của thánh nhân nhưng thánh liệu dù sao cũng là thánh liệu về sau lực sát thương sẽ khủng bố vô cùng dính phải sẽ bị trọng thương A -hat -hat con khỉ này có sức mạnh kinh khủng đến đâu. Ta biết rồi, ngươi là hậu duệ đấu chiến thánh hoàng. Đế tử thiên trầm giọng nói, đấu, chiến, thánh, hoàng, đại đế, mọi người kinh hô, khó trách hầu ca châu bò như vậy, thì ra đúng là hậu duệ đại đế, đều là đế tử. Xong dài cái gì, đến chiến đi, hầu ca hăng hái chiến đấu, một côn vung ra, quy tắc cùng sức mạnh dung hợp hoàn mỹ, uy năng kinh thiên. Hắn sừng sốt, chỉ dùng sức một mình thì đã có thể ngăn chặn ba thế hệ hoàng kim chỉ có hắn công kích ba người lâm hiên chỉ có thể phòng thủ mọi người nhìn thấy vậy đều im lặng chẳng lẽ thần thoại về thế hệ hoàng kim sẽ kết thúc như vậy sao trước kia thì có lăng hàn ngang trời xuất thế một đường đánh sạch đế tử quét sạch thế hệ bạch ngân cuối cùng còn có thêm hai gã thế hệ hoàng kim bị hắn đánh bại cũng may là hai gã thế hệ hoàng kim kia dù sao cảnh giới vẫn còn thấp không làm cho cơ sở của cả thế hệ hoàng kim lung lay nhưng bây giờ thì sao Ba người mạnh nhất trong thế hệ Hoàng Kim liên thủ với nhau vẫn bị đè ép. Từ hôm nay trở đi, thần thoại về thế hệ Hoàng Kim thực sự bị phá vỡ, như Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn hay Hầu Ca, họ đều có xuất thân cường thế, hoàn toàn không kém gì thế hệ Hoàng Kim, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Hầu Ca chiến đấu điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, ý chí chiến đấu hóa thành thực thể, bay thẳng lên trời cao. Cảnh này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, từ trước nay, bọn họ chưa từng thấy ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy khó trách tổ tiên của hầu ca có phong hào là đấu chiến thật đúng là kẻ cuồng chiến đấu kiên cường bất khuất hầu ca chiến đấu mạnh mẽ như vũ báo phong cách chiến đấu của hắn chính là ta có thể bị thương nhưng nhất định phải làm ngươi trọng thương nhưng ba người lâm hiên đều không muốn liều mạng với hắn nếu bị thương ở chỗ này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến hành trình ở đế lộ kế tiếp của bọn họ bởi vậy tinh thần chiến đấu kém hơn bọn họ càng rơi vào thế hạ phong cũng may dù sao bọn họ cũng là thế hệ hoàng kim Ba người liên thủ vẫn có thể phòng ngự vững vàng, thậm chí dường như còn có thể phản kích. Ba người bên Lâm Hiên còn muốn phòng thủ đến khi hầu ca hết ý chí muốn chiến đấu, khi đó làm cho hầu ca chủ động mở miệng cầu hòa, nếu như vậy, bọn họ sẽ rất nở mày nở mặt. Nhưng vấn đề là hầu ca lại kế thừa tâm huyết của lão tổ tông, một khi chiến đấu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả, chỉ có một ý muốn duy nhất, chính là nhất định phải phân ra thắng bại. Điều này làm cho ba người Lâm Hiên hoàn toàn bất lợi, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, Bọn họ khẳng định sẽ xong đời. Đương nhiên, Hầu Ca cũng sẽ không khá hơn chút nào, khả năng cao sẽ đồng quy vô tận. Điều này bọn họ không hề muốn. Bọn họ là ai? Thế hệ hoàng kim, hơn nữa bọn họ là kẻ nổi bật trong đám thiên tài mạnh nhất kia, bản thân luôn có khát vọng thành đế. Nếu cùng Hầu Ca đồng quy vô tận, hoặc là chiến đấu đến mức trọng thương, như vậy sẽ mất đi hy vọng thành đế. Không thể như vậy được, cho nên ba người bọn họ không thể không cầu hòa. Nhưng Hầu Ca lại không quan tâm. Các ngươi muốn giết huynh đệ của lão Tôn thì phải chịu lửa giận của lão Tôn." Côn sát quét ngang, Hầu Ca càng thêm điên cuồng, bất đắc dĩ, Lâm Hiên ba người chỉ đành phải trốn tránh, Hầu Ca thì truy đuổi, trong mắt hoàn toàn không chứa nổi một hạt cát. Ba người trốn, một người đuổi, lập tức biến mất ở phía chân trời. Bốn tôn giả vừa đi, tất cả mọi người đều thở ra, đây là bốn tôn giả duy nhất, có bọn họ ở đây, cho dù là các thế hệ hoàng kim khác cũng chỉ có cảm giác bị áp chế. Lăng Hàn Quan tinh hán hét lớn lần nữa, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, hắn đằng đằng sát khí. Lăng hàn liếc nhìn hắn một cái, không thèm đếm xỉa tới, nói. Làm sao, muốn bị đánh sao? Hiện giờ không có người che chở ngươi nữa, ngươi còn dám hung hăng càn quấy. Quan tinh hán lạnh lùng nói. Xíu, yêu yêu, lăng hàn đã bắt đầu xuất chiến, phượng dực thiên tường bộc phát, đôi cánh hỏa diễm mở ra, chúng tấn công về phía quan tinh hán. Cái gì, lăng hàn còn dám chủ động xuất kích? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, phải biết rằng Quan Tinh Hán cũng là giáo chủ Bát Tinh, tuy rằng trong thế hệ hoàng kim không phải kẻ mạnh nhất, nhưng chắc chắn đã là người nổi bật. Vì vậy, chuyện Lăng Hàn chủ động xuất kích quả thực là muốn chết. Dũng khí này của ngươi từ đâu mà có vậy? Quan Tinh Hán cười lạnh, đương nhiên hắn biết rõ thực lực của Lăng Hàn. Tuy rằng là yêu nhiệt nghịch thiên, khi ở cấp hóa linh cảnh là đã có thể địch nổi giáo chủ Ngũ Tinh, có lẽ hắn đã không còn dừng ở cấp Ngũ Tinh nữa, càng không phỉa một tên giáo chủ bình thường hắn vươn tay ra, hóa thành một trường tấn công lăng hàn, một trường này giống như được nham thạch tạo thành, tản ra khí thức cổ xưa, có từng đường vân tối màu, chúng đan vào nhau, rệt ra thiên địa huyền bí. Hư, lăng hàn trước kia có thể hung hăng càn quấy ở trước mặt hắn, hoàn toàn lạ ỷ vào phượng rực thiên tường, nhưng nếu đối kháng chính diện thì sao? Có thêm 10 lăng hàn thì cũng không chịu được một trưởng của hắn. Đi chết đi, banh, cánh phượng quét qua, hỏa diễm ngùn ngụt cháy, bàn tay nham thạch khổng lồ kia nhanh chóng bị hòa tan, Khốn khiếp, chương 4903, thần thoại bị phá vỡ. Thế nào vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, ánh mắt mờ mịt. Bọn họ vừa thấy cái gì? Lăng Hàn hóa giải được một kích của quan tinh Hán. Điều này làm sao có thể được chứ? Quan tinh Hán là ai? Thế hệ Hoàng Kim, hơn nữa đã sắp tiến đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong, thực lực là số một số hai trong cảnh giới này. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Mới vào cấp giáo chủ, ân, từ khí thức cảm ứng được thì hắn đúng là giáo chủ nhất tinh không thể nghi ngờ trước kia hắn cũng chỉ là hóa linh cảnh cho nên hiện tại vừa mới bước lên giáo chủ cũng là điều bình thường vấn đề là tại sao hắn có thể đối kháng với quan tinh hắn cấp bát tinh ahh Bá hát hát, tất cả mọi người đều hít khí lạnh cảm thấy da đầu run lên từng đợt trước đó thấy hầu ca ra tay cường thế lấy một địch ba áp chế ba người cấp bậc tôn giả của thế hệ hoàng kim cảnh tượng đó đã làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thần thoại về thế hệ hoàng kim không gì địch nổi lung lay sắp đổ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Lăng Hàn càng thêm châu bò, lấy yếu chống mạnh, hoàn toàn thắng lợi, đây là kẻ biến thái đến mức nào cơ chứ? Quan tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, ngươi lại đột phá cấp giáo chủ, hắn biết rằng, Lăng Hàn khi dừng ở hóa linh cảnh đã có thể thực lực giáo chủ ngũ tinh, hiện giờ, sau khi tiến lên tiểu thừa cảnh, đương nhiên thực lực sẽ tăng mạnh. Vấn đề là mới có bao lâu chứ, tiểu tử này lại đột phá thì sao? chướng ngại vượt cấp không tồn tại sao theo lý thuyết nếu không có quá nhiều thời gian tích lũy vội vã đột phá tất nhiên sẽ tạo thành khuyết điểm là chiến lược không đủ mạnh nhưng mà trên người lăng hàn lại không đúng như vậy mạnh đến nỗi làm người khác hoang mang hắn thở dài lập tức chấn định lại hắn cũng không có thua hơn nữa hắn là giáo chủ bát tinh hoàn toàn không kém lăng hàn có cái gì phải sợ từ giờ trở đi ta sẽ không từ thủ đoạn bất kể phải trả một cái giá lớn như thế nào ta cũng phải diệt trừ ngươi Quan tinh hán lạnh lùng nói, khi yêu nghiệt như người uy hiếp thế hệ hoàng kim thành đế đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ bị diệt trừ. Trừ phi người có bối cảnh đế cấp, mọi người đều muốn làm kẻ xấu nhưng vẫn còn e ngại, không dám động. Nhưng lang hàn thì sao? Cũng chỉ có một chỗ dựa là vị thánh nhân, nếu có nhiều hơn, phản ứng chắc có lẽ không quá mức dữ dội. Lang hàn ha ha cười cười, vậy để xem các người có thực lực như vậy hay không? Hắn lần nữa ra tay, phượng dực thiên tường được mở ra, hỏa diễm ngập trời. Hắn cũng không phải chỉ thi triển thân pháp, Hàn Quyền đánh ra, đây là công kích hắn tham khảo từ nhiều đế thuật, lúc này về cơ bản đã đi ra con đường bản thân đã chọn, hoàn toàn thích hợp với quyền pháp của hắn. Oanh, một quyền được đánh ra, thiên địa vang tiếng vọng, đạo tắc biến hóa, hóa thành 14 đạo thần binh chém về phía Quan Tinh Hán. Quan Tinh Hán hừ một tiếng, hắn xuất ra một trường đáp lại. Tuy rằng người bất phàm, mới vừa vào giáo chủ mà một kích đã có thể đánh ra 14 đạo quy tắc lục tinh, có thể nói xưa nay chưa từng có ai nhưng mà, người đừng quên, ta là giáo chủ bát tinh đó. Một trường đánh ra hóa thành một gối say đen như mực, đường vân màu bạc tràn ngập, ma tính mười phần. Bành, hai người lao vào nhau, Lăng Hàn lập tức lui về sau. Nói đến sức mạnh, hắn vẫn không sánh bằng giáo chủ bát tinh, huống chi hắn còn là thế hệ hoàng kim, mà một kích của quan tinh hắn cũng có thể đánh ra 15 đạo quy tắc, thậm chí còn nhiều hơn Lăng Hàn một đạo, đương nhiên là hắn có ưu thế. Nhưng Lăng Hàn lại đi ra con đường riêng, chuyện này có thể coi thường chỉ thấy thân hình quan tinh hắn cũng lay động, lùi lại vài chục bước, đằng đăng đăng, mỗi một bước đều làm mặt đất dạn nứt. sau vài chục bước, trên mặt đất xuất hiện cái hang sâu. ahH à kết quả ngang tay, giáo chủ bát tinh đánh nhất tinh, hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim, vậy mà chỉ có thể ngang tài ngang sức. ngươi là quái vật gì thế? tất cả mọi người đều khiếp sợ, ánh mắt nhìn lăng hàn, hoàn toàn im lặng. trời à, trời à, trời à, quan tinh hắn cũng im lặng khiếp sợ, hắn đã đánh giá cao lăng hàn nhưng vẫn tự tin là mình thắng dễ dàng, bởi vì sức mạnh đối phương hay phương thức nắm giữ quy tắc đều kém hơn hắn, cho nên hắn không có lý do để thua. Thế nhưng mà, khi giao thủ thì hắn mới biết được, Lăng Hàn cho hắn cảm giác. Giống như cánh cửa viễn cổ trước kia, một vị đại đế trẻ tuổi bước ra. Rõ ràng cảnh giới hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ có thể chịu áp chế. Hiện tại, loại cảm giác này giống nhau như đúc. Không không không, nếu như Lăng Hàn cũng là bát tinh thì đây cũng không phải là áp chế đơn giản như thế mà đã có thể dễ dàng nghiền nát hắn điều này sao có thể hắn là thế hệ hoàng kim đấy quan tinh hắn sắc mặt tái nhợt chẳng lẽ thần thoại về thế hệ hoàng kim thật sự tan vỡ lăng hàn không để cho hắn có thời gian khiếp sợ hắn thét dài một tiếng hàn quyền lại xuất hiện hắn bị lây nhiễm ý chí chiến đấu của hầu ca hiện tại thầm nghĩ đánh một trận thật sảng khoái lo thắng lo bại làm gì ta chỉ cần đánh một trận chiến oanh 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 dưới sự ủng hộ từ chiến ý như vậy Lăng Hàn ra tay không hề cố kỵ, mà trên thực tế, hắn đã có thể hóa giải một phần công kích, lại có khí lực cường đại làm tấm lá chắn, hoàn toàn có sức mạnh như vậy. Trái lại, quan tinh hắn tuy rằng cũng là thể tu, nhưng hắn không tu luyện chân long đế kinh, khí lực đồng cấp không thể nào so sánh với Lăng Hàn, hơn nữa, cũng không cách nào tự hóa giải công kích. Bởi vậy, lúc hắn ra tay sẽ có cố kỵ, tránh lưỡng bại câu thương cùng Lăng Hàn. Kể từ lúc đó, hắn tự nhiên dần dần rơi vào hạ phong. Điều này lại để cho tất cả mọi người kinh hãi lần nữa, thế hệ hoàng kim đấy, nắm giữ ưu thế bảy tiểu cảnh giới, thế mà không địch lại được. Ngươi nói đùa sao? Thân sắc của tất cả đế tộc đều lạnh lùng, sát khí hừng hực. Lang Hàn quá yêu nghiệt, vượt qua người mạnh nhất trong thế hệ, làm cho người khác không còn tự tin để chiến đấu. Người như vậy, phải tiêu diệt, nếu không, lúc tranh giành đế vị còn phải lo lắng sao? Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu lại có người trong thế hệ Hoàng Kim gia nhập trận chiến. Oanh, thế hệ Hoàng Kim đều đã bước vào cấp giáo chủ từ sớm, cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới ngũ tinh, mỗi người đều có thể gây ra uy hiếp đối với Lăng Hàn, huống chi hiện tại hai mươi mấy người cùng tiến lên. Thậm chí, ở trong đó còn có giáo chủ cử tinh như Thường Đạo Vũ, Tô Thiên Hải, riêng từng người đấu đã mạnh hơn Lăng Hàn rất nhiều, huống chi bọn họ còn liên thủ. Lăng Hàn vẫn bình thản tự nhiên không sợ, ý chí chiến đấu của hắn như nước thủy triều, phượng dực thiên tường triển khai, Hắn xuyên thẳng qua các đế tử, đánh ra từng quyền, đạo tác nổ tung, gặp người đánh người. Trái lại, các vị đế tử có chút băn khoăn, không thể làm bị thương người một nhà A. À. ỉ vào tốc độ nhanh, dưới sự công kích của các đế tử, Lăng Hàn tự do đi qua đi lại, tuy rằng mỗi giây mỗi phút đều có nguy cơ tử vong, nhưng hắn đều kịp thời hóa giải. Ta phát điên, tên này thực sự vô địch sao? Tất cả mọi người đang xem, ai cũng nghe rằng, hoàn toàn không thể tin được. Thì ra, Lăng Hàn đã mạnh đến mức độ như vậy rồi. Đinh Thụ, Thủy Nhất, Vạn Đạo cũng đứng đó xem trận đấu, ai cũng nhíu mày, bọn họ vô cùng tin tưởng, tự hỏi lòng mình, nếu đổi thành chính mình chiến đấu, liệu có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu công kích của các đế tử. Không có thân pháp thiên hạ đệ nhất phượng dực thiên tường, 10 chiêu cũng chống đỡ không nổi. Bọn họ đều có giã tâm thành đế, nhưng Lăng Hàn đột nhiên có xu thế cường đại làm cho bọn họ sinh ra cảm giác bức bách mãnh liệt. chương 4904, tề tựu đông đủ. Hiện giờ, Lăng Hàn không còn quan tâm đến thắng thua, chỉ muốn đánh một trận sảng khoái. Thoải mái, hắn không ngừng cười to, hàn quyền xuất ra, giống như muốn biến bí lực vô tận ẩn giấu trong cơ thể phát ra hết. Tuy cho dù hắn yêu nghiệt như thế nào, cho dù hắn có Phượng Dực Thiên Tường, nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng hơn 20 người của thế hệ hoàng kim, một lúc sau, trên người hắn dần xuất hiện những vết thương. Trên cánh tay, trên bụng, trên đùi đều có vết thương, máu tươi tuôn ra và ngưng tụ như bảo thạch, không hề rơi xuống. Đây là do khí lực của hắn cường đại, hơn nữa có thể tự hóa giải một phần công kích, nếu không thì cũng không xuất hiện vết thương đơn giản như vậy, mà sẽ là đứt tay, gãy chân, thậm chí chém ngang lưng. Nhưng như vậy thì đã sao? Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, nắm đấm vung lên càng ngày càng nhanh, một kích phóng ra 14 đạo quy tắc chỉnh tề, lực sát thương vô cùng khủng bố. Rất nhiều đế tử cũng bị thương, tuy đều là cấp giáo chủ ngũ tinh lục tinh, nhưng chiến lực của bọn họ đã không thể sánh kịp với Lăng Hàn, nếu không có trợ giúp của những người khác thậm chí sẽ bị lăng hàn đuổi giết điều này khiến cho bọn họ càng kinh hãi sát ý cũng mạnh hơn tuyệt đối không thể để cho lăng hàn tiếp tục đột phá nếu không bọn họ sẽ thực sự phải gặp tận thế bởi vì trước nay chưa từng có tiền lệ thế hệ hoàng kim liên thủ với nhau bọn họ lúc đầu không có sự phối hợp ăn ý nhưng đánh mãi dần dần cũng đã có sự phối hợp chỉ mấy giáo chủ cửu tinh kiềm chế lăng hàn mà những người khác vừa tích lũy quy tắc vừa ra tay đã có hơn 10 đạo quy tắc tách ra, cả hư không như bị xé rách. Sau khi bước lên cấp giáo chủ, đúng là có năng lực xé sách hư không. Thế hệ hoàng kim vốn là yêu nghiệt, dù là giáo chủ ngũ tinh thì cũng có thể một kích đánh ra 12 đạo quy tắc, nếu tiếp tục ngưng tụ đến cực hạn, một kích đánh ra được 15 đạo quy tắc là hoàn toàn có khả năng. Điều này đương nhiên rất khủng bố, gây uy hiếp cực lớn cho Lăng Hàn. Một lúc sau, trên người Lăng Hàn đầy các vết thương, toàn thân bị nhuộm thành màu đỏ. Đương nhiên, các đế tử bọn họ cũng phải trả giá không nhỏ, nhưng có nhiều người cùng nhau thừa nhận nên tình huống đương nhiên tốt hơn lăng hàn rất nhiều. a à hát hát vẫn không lùi, tất cả mọi người đều nhe răng khiếp sợ vì ý chí chiến đấu của lăng hàn. không nói đến việc lấy ít địch nhiều, chỉ riêng một đấu một, lăng hàn chỉ có tu vi giáo chủ nhất tinh, đấu với bất cứ một ai trong thế hệ hoàng kim, dù đánh mấy chiêu liền lui thì cũng không có ai nói hắn hèn nhát cả. hiện tại mọi người đều bội phục hắn, nhưng bây giờ lăng hàn đang tát thẳng vào mặt thế hệ hoàng kim đã vậy vẫn còn ham chiến hắn lại không thể thắng còn muốn chứng minh cái gì nữa chứ lăng hàn đúng là không muốn chứng minh cái gì cả nếu hắn đã còn lực mà đánh một trận hắn sẽ tiếp tục chiến đấu đánh đến cùng đường bí lối thì hắn mới có thể dừng tay dù sao hắn có phượng rực thiên tường có ai đuổi kịp hắn chứ hắn vận thập tu thuật để nhanh chóng khôi phục thương thế cố gắng giữ cho bản thân lúc nào cũng ở trạng thái mạnh nhất oanh 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 hắn mạnh mẽ phản kích đây chính là phong cách của hắn, ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc ngươi, nhưng nếu ngươi chọc ta tức giận, vậy thì ngươi phải trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần. Giết, thế hệ Hoàng Kim đang đánh nhau kịch liệt, không rảnh suy nghĩ, còn lại là thế hệ Bạch Ngân và đế tử bình thường, trong nội tâm bọn họ càng ngày càng lạnh lẽo, thì ra bọn họ còn cách chiến lược cấp cao xa như vậy. Hiện tại, tu vi của bọn họ đã dần dần bị đuổi kịp, trong thế hệ Bạch Ngân có rất nhiều người tiến lên cấp giáo chủ, nhưng bọn họ biết rõ, nếu như mình gia nhập cuộc chiến thì sẽ chết ngay dưới một chiêu của Lăng Hàn. Từ lúc nào mà thế hệ Bạch Ngân trở nên yếu ớt như vậy? Không, không phải bọn họ yếu, mà là Lăng Hàn quá mạnh mẽ. a à, chỉ thấy hai bóng người từ trên trời rơi xuống, họ nhìn cuộc chiến đang tiến hành kịch liệt, nhưng chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Dịch Hoàn, Hà La, đây là hai kẻ từng tiến vào đế lộ ít nhất 10 lần, thực lực thâm hậu. Tiểu tử này, thật sự làm người khác phải kinh ngạc hà la nhìn lăng hàn trên mặt mang theo kinh ngạc đúng là như vậy dương dịch hoàn gật đầu trong lòng cũng có chút không hiểu trước kia hắn xuất thế quét sạch thế hệ bạch ngân uy thế vô song chỉ có vạn đạo mới có thể đối địch cùng hắn nhưng bây giờ lại chạy ra một tên ra hỏa làm cho hắn cảm giác được tim đập nhanh hắn đột nhiên có cảm giác mất đi khống chế ồ hà la nhìn về một phía không khỏi kinh ngạc nói phong diệu lăng dương dịch hoàn cũng nhìn lại cũng lộ ra chút kinh ngạc nhưng lập tức lại thoải mái hai người bọn họ đều đã xuất hiện phòng rượu lăng cũng xuất hiện thì có cái gì kỳ quái đâu mặt khác mấy tên gia hỏa kia đâu rồi còn chưa đuổi tới hay vẫn chưa xuất hiện có mấy lão gia hỏa từng đi qua đế lộ nhiều hơn bọn họ vài lần bọn chúng vẫn chưa xuất hiện thì cũng bình thường bọn họ không cần phải đi đế lộ nữa dương huynh muốn chơi đùa hay không hà la nhìn vào trận chiến phía trước bỏ đi dương dịch hoàn lắc đầu nói không thấy phong diệu lăng cũng chỉ đang đứng xem cuộc chiến sao hà la cười tiếp tục nhìn lăng hàn ánh mắt không thể che giấu khiếp sợ sau đó nói thế hệ này thiên tài nhiều như nước về sau áp lực quá lớn sẽ sinh ra bộc phát xem ra cơ duyên của chúng ta ở kiếp này hà huynh không còn áp chế tu vi nữa dương dịch hoàn cười nói dương huynh lúc đó chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao hà la cũng tươi cười hai người đều nhìn nhau cười to kỳ thật bọn họ đã sớm tu đến tôn giả nhưng mỗi lần tu đến cảnh giới này, bọn họ sẽ bỏ đi tu vi, làm lại từ đầu, một lần lại một lần, mỗi lần trùng tu một lần, chiến lực của bọn họ sẽ mạnh hơn một phần. Đối với bọn họ mà nói, trở lại cấp tôn giả rất đơn giản, vì đã trải qua rất nhiều lần. Ông, khí tức đáng sợ đánh úp lại, hả, hai người sướng sờ, ánh mắt nhìn thẳng về sau lưng. Một bóng hình xẹt qua bầu trời, lập tức xuất hiện ở trên trận chiến. Một đám chó mèo liên thủ mới có thể khi dễ huynh đệ lão tôn hầu ca xuất hiện hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi phun ra hai làn khói trắng oanh khói trắng rơi xuống và nổ lớn oanh các thế hệ hoàng kim đều ngã sóng xoài toàn thân đầm đìa máu tươi thế hệ hoàng kim thì như thế nào tranh lệch một đại cảnh giới đều bị hầu ca chèn ép đây vẫn là do hầu ca không có muốn giết chết nếu không hắn chỉ cần hơi có ý muốn như vậy cấp giáo chủ chỉ có một con đường chết mà thôi đương nhiên đế tử đều có thế tử phù sau khi hao hết mới chết được đây không phải điều mà Hầu Ca cố kỵ, mà là hắn muốn giữ những người lại cho Lăng Hàn giải quyết. Cút, Hầu Ca khẽ quát một tiếng, hỏa nhãn kim tinh bá đạo, đằng đằng sát khí. Những thế hệ hoàng kim không dám thả cái rắm, tôn giả đấy, duỗi tay là có thể chụp chết bọn họ, bọn họ làm gì có tư cách mạnh miệng. Hầu Ca, ba người kia đâu? Lăng Hàn cũng ngừng tay, nhìn quanh nhưng không thấy đám người quan tinh hắn đâu. Điều này cũng làm đám thế hệ hoàng kim muốn thổ huyết, cảm giác bị người ta bỏ qua so với bị lăng mạ còn nhục nhã hơn. Chạy, hầu ca thập phần thoải mái nói. Lăng hàn gật gật đầu, ý chí chiến đấu biết mất, hắn ôm lấy vai của hầu ca. Hầu ca, lâu như vậy cũng không có nhận được tin tức của huynh. Đi đến một nơi, thiếu chút nữa mất mạng ở trong đó. Trường 4905, lục cảm biến mất. Lăng Hàn nói với Hầu Ca những gì hắn trải qua. Hầu Ca đi một bí cảnh để xung kích tôn giả, cho nên, hắn không tiếp tục liên lạc trên tinh võng. Chờ lúc hắn đi ra, Lăng Hàn cơ bản không hề sử dụng tinh võng, hơn nữa vừa vặn đế lộ mở ra, hầu ca trực tiếp bước lên đế lộ. Lúc bọn họ nói chuyện, chỉ thấy lần lượt có người tới. Lăng Hàn nhìn sang, cũng không có phát hiện đám người nữ hoàng, đại hắc cầu. Chẳng lẽ, bọn họ vẫn bị ngăn ở bên ngoài, gương mặt Lăng Hàn đầy âm trầm, những đế tộc kia thật không biết xấu hổ, ngăn cản hắn cũng bỏ đi, cũng ngăn cản đám người đại hắc cầu, nữ hoàng. Hừ, các ngươi làm như vậy thì thế nào, đến cuối cùng, đế vị cũng không có quan hệ gì với thế hệ hoàng kim. Lăng Hàn đằng đằng sát khí, xem ra, hắn cần phải nhiều giết thêm vài tên đế tử. Cửa mở, không biết là ai nói một câu, chỉ thấy cửa lớn phía trước từ từ mở ra. Xem ra, tất cả thông đạo đối ứng với cầu vồng cũng mở ra, cho nên, con đường sau đó cũng mở ra. Trong nháy mắt sau đó, mọi người trên nhau tiến vào cánh cửa. Hiện tại xuất hiện ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, trải qua đào thải trùng điệp, cho nên, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh cực mạnh cần phải nắm chặt thời gian không thể lạc hậu hơn người khác hầu ca chúng ta cũng đi lang hàn nói với hầu ca được hầu ca gật đầu để huynh đệ chúng ta náo nơi này long trời lở đất ha ha lang hàn cũng hào tình vạn trưởng, huynh đệ hai người cùng nhau xông vào bên trong lúc này đinh thụ cũng đi tới bên cạnh là vạn đạo thủy nhất phong diệu lăng còn muốn luận bàn một chút không lang hàn nhìn về phía đinh thụ hắn và đinh thụ ước hẹn ai có thể đột phá cực hạn ở cảnh giới trước, mà đối phương làm không được, đánh thắng trong cùng cấp, người thắng sẽ là đại ca. Hiện tại bọn họ đều là giáo chủ, cũng không biết đinh thụ có muốn khiêu chiến với hắn hay không. Đinh thụ cực kỳ buồn bực, từ khi hắn đột phá giáo chủ cũng muốn tranh tài với Lăng Hàn, nhưng trước đó nhìn thấy Lăng Hàn đại chiến cùng thế hệ Hoàng Kim, hắn biết chính mình không có cửa. Tranh lệch quá lớn, chờ ta đột phá cực hạn của tiểu thừa cảnh, ta lại đánh với ngươi một trận. Hắn chán nản nói, ân, lăng hàn cau mày đại ca đinh thụ cắn răng nghiến lợi nói quá ghê tởm hắn ở trong nguyên thế giới chính là bá chủ tuyệt đối không người nào có thể tranh hơn thua với hắn nhưng bây giờ hắn phải gọi lăng hàn là đại ca trong lòng của hắn rất khó chịu bởi vì hai người điểm xuất phát giống nhau đều là bước ra từ nguyên thế giới vì cái gì hắn kém hơn lăng hàn thủy nhất vạn đạo đều đột phá tiểu thừa cảnh nhưng hai người này này không quen biết hắn bởi vì lúc trước cùng có thanh danh trên tinh võng gần như đồng thời quật khởi cho nên mới đi cùng nhau bọn họ tiến vào cổ bảo chỉ thấy nơi này có từng gốc đại thụ che trời thảm thực vật khắp nơi cũng không nhìn thấy tòa kiến trúc nào lăng huynh ta đi trước một bước thủy nhất chắp tay với lăng hàn được lăng hàn gật đầu mọi người đi cùng nhau làm sao phân bảo vật tách ra là tốt nhất từ đó tránh xung đột với nhau những người khác cũng như thế cho dù là đinh thụ cũng cáo từ rời đi bọn họ đều có lòng tin hoàn toàn không sợ gặp phải nguy hiểm Lăng hàn lại đi theo hầu ca về một hướng liên tiếp xuyên qua rừng cây đạp lên cỏ xanh nơi này linh khí nồng đậm cỏ cây sinh trưởng tốt một khu rừng tươi tốt xuất hiện mặc dù tính cách của hầu ca xúc động có lúc xúc động đánh nhau nhưng có lúc rất kiên nhẫn hắn liên tiếp nhảy lên nhảy xuống cũng không có cầm côn dọn đường có tiên dược hầu ca hít hít vài hơi nói a à, cái mũi hầu ca giống như chó sao chuyện này làm lăng hàn không nói nổi hắn đành phải đi theo hầu ca bọn họ nhanh chóng phát hiện một gốc tiên dược đáng tiếc gốc tiên dược này cấp bậc ngũ tinh lại không có hiệu quả gì với lăng hàn và hầu ca không có việc gì có thể cho đám người nữ hoàng xa 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 lá cây ma sát vào nhau chỉ thấy có người cũng tìm tới nhưng vừa nhìn thấy hầu ca cùng lăng hàn thì run rẩy đối phương lập tức ôm quyền lui về phía sau lăng hàn hái tiên dược hầu ca cũng không nhìn nhiều tự nhiên không có đặt tiên dược ngũ tinh vào trong lòng hai người tiếp tục đi tới hầu ca sau khi đế lộ lần này kết thúc người có muốn quay về thiên hải tinh xem thế nào không lăng hàn hỏi đi hầu ca gật đầu rất lâu không nhìn thấy tên tiểu tử trần phong viêm lúc trước hắn luôn đi theo sau lưng lão tôn lăng hàn bật cười thời điểm trần phong viêm nhìn thấy chính mình bước vào giáo chủ không biết vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào nếu lão cháu trai bước vào giáo chủ thì tốt nếu còn lưu lại ở hóa linh cảnh có lẽ hắn sẽ xấu hổ chết đi được ha ha thật đáng chờ mong lăng hàn suy nghĩ một cách đầy thú vị hai huynh đệ tiếp tục đi tới trong cổ bảo này có một ít cơ duyên nhưng căn bản đều nhằm vào giáo chủ trở xuống có lẽ là vận khí của bọn họ tương đối kém cho cho nên cũng không tìm được cái gì bọn họ cũng không có tận lực đi tìm sau khi đi một lúc sẽ tìm được một góc kiến trúc hai người nhìn nhau sau đó đều ra tốc rất nhanh phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc đây là một tòa cung điện từ vị trí mà nói đâu chính là trung tâm của cổ bảo bọn họ đi tới cửa cung điện cửa lớn đã mở ra nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên trong đen kịt những cái khác không thấy được đi hầu ca không sợ hãi hắn đi đầu tiến lên phía trước lang hàn cười một tiếng hắn cất bước đuổi kịp cũng đi song song với hầu ca lúc mới đi vào lúc này hoàn toàn không nhìn thấy cái gì khác giống như tất cả biến thành sương mù không không chỉ thị lực còn có thính giác thậm chí thần thức cũng bị che đậy lăng hàn cảm giác đi vào cùng với hầu ca nhưng hắn lại không phát hiện ra hầu ca ở đâu bỗng nhiên hắn quay đầu nhưng căn bản không nhìn thấy cửa lớn đi vào bị truyền tống hắn xoay người đi về phía trước sau khi đi hai bước hắn đã ra khỏi cung điện ra tới thiên địa vô cùng trong sáng thị giác thính giác thần giác đều trở về chỉ qua một hồi hắn thấy hầu ca cũng đi ra ngoài thú vị trong này phong bế lục cảm hầu ca nói lăng hàn gật đầu hắn cười nói với hầu ca lại đến được hai người tiến vào cung điện lần nữa lần này cảm giác biến mất nhưng hai người lần này đều không lui ra mà là tiến lên bị phong bế lục cảm dù là lăng hàn sử dụng thần thức truyền âm cũng không cách nào liên hệ với hầu ca chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một mình hắn không ước vạn vị diện trong cơ thể hắn đang tỏa ra sinh cơ bừng bừng có sinh mệnh trí tuệ tồn tại vô số đạo niệm lực phát ra mặc dù đều cực kỳ yếu ớt nhưng nước chảy đá mòn không nên xem thường lực lượng nhỏ yếu Lăng Hàn nhanh chân tiến lên, sau chừng 10 phút, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ánh sáng. Tinh không sáng chói, chương 4906, mai táng năm tháng. Rõ ràng đã đi vào cổ điện, tại sao đột nhiên có ánh sao sáng ngời. Lăng Hàn kinh ngạc, hiện tại hắn đang đứng trong tinh không, nơi xa có đầy sao, ánh sao chiếu lên người hắn lạnh lùng như nước. a, à, rõ ràng hắn không vận dụng bất cứ thân pháp gì, cũng không có đạp lên quy tắc, vì cái gì hắn có thể đứng trong tinh không. Đây không phải tinh không chân chính, Lăng Hàn nhanh chân rời đi, quả nhiên, hư không giống như hóa thành thực chất, hắn bước đi rất dễ dàng. Nhưng sau khi đi vài bước, chỉ thấy một vì sao bộc phát hào quang kinh người, sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt Lăng Hàn, tất cả đều là ánh sao tạo thành, có một loại mỹ cảm không nói ra lời. Nhưng người do ánh sao tạo thành xuất quyền tấn công Lăng Hàn. "Chiến, đến đây!" Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn tấn công người ánh sao, hắn không sợ hãi. Bành Hắn và người ánh sao đấu một quyền, hắn kinh ngạc, lực lượng của người ánh sao không kém gì hắn, càng có tám đạo quy tắc. Đây chính là chiến lực sánh ngang thế hệ Hoàng Kim, nhưng trước mặt Lăng Hàn lại không xem là gì. Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng từng quyền nổ tung, chỉ 10 chiêu mà thôi, hắn đánh nát người ánh sao. À, hắn phát hiện, ngôi sao phát sáng lúc trước bắn ra một tia sáng vào người của hắn, trực tiếp tiến vào thức hải và tầm bổ đạo quả thụ. Ban đầu là một cây giống, bây giờ lại hơi lớn lên một chút a à, tiên khí ngay sau đó ngôi sao sắp biến mất lang hàn nhìn sang chỉ thấy ngôi sao đó tối đi rất nhiều có lẽ sau vài lần như thế sẽ không còn sáng nữa nói cách khác đã sớm có người tiến vào nơi này mới có cơ hội đạt được ánh sao thoải mái phía sau cho dù có người tới cũng không đạt được cơ duyên lang hàn cười một tiếng sảng khoái hắn tiếp tục đi tới hắn lại gặp một ngôi sao phát sáng sau đó ánh sao hình người tái hiện thực lực không kém bao nhiêu lang hàn nghênh đón ba quyền hai cước đánh bại người ánh sao. Đánh nhau cùng cấp, ai là đối thủ của hắn, sau khi tiêu diệt người ánh sao, đạo quả của hắn lại trưởng thành. Hắn cười ha ha, sau khi liên tiếp quét ngang, không ngừng có tiên khí làm dịu, đạo quả của hắn trưởng thành với tốc độ kinh người. Đế lộ, không hổ là vùng đất tạo hóa, lang hàn vốn có một ít tranh lệch với thế hệ hoàng kim, giống như đám người lâm hiên đã bước vào tôn giả, nhưng thông qua dạng gặp gỡ này, hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp và vượt qua rất nhiều thế hệ hoàng kim. Hiện tại Lăng Hàn đã có thể không sợ áp chế, chiến đấu liên tục, tốc độ giải quyết đối thủ của hắn quá nhanh, chỉ tốn một ngày, hắn đã đi tới phần cuối, chỉ thấy phía trước có đường ra. Hắn cảm thấy tiếc nuối, kết thúc như vậy, mặc dù đạo quả thụ khỏe mạnh nhưng vẫn chưa kết ra đạo quả, còn kém một chút. Hắn thử lui lại, nhưng lúc này không có người ánh sao xuất hiện. Không có biện pháp, hắn phải đi tới. Hắn đi vào trong thông đạo, hắn nhìn thấy phía trước là một ngôi sao, trên đó có từng mộ phần cao ngất có mộ bia cao tới ngàn trượng, nấm mồ to lớn như núi. có mộ bia đã nứt, cũng không biết bị năm tháng ăn mòn hay bị đứt gãy trong chiến đấu. sẽ có âm hồn hay cương thi bước ra. Lang Hàn tràn đầy chờ mong, hắn nhanh chân đi vào mộ viên. nơi này có gió vi vu, âm trầm nhưng không thấy có địch nhân xuất hiện. ách, được rồi, Lang Hàn cảm thấy thất vọng. hiện tại hắn khát vọng chiến đấu, bởi vì chiến đấu giết địch ở chỗ này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. hắn đi qua từng ngôi mộ, ánh mắt nhìn xem đang chôn người nào. Nhưng mà, những mộ bia đều giống nhau, có bia không có chữ. Nơi này mai táng đều là người vô danh, Lăng Hàn có xúc động đào mộ, nơi này thực sự chôn người sao? Hắn áp chế xúc động này, nếu như nơi này thực sự có cổ nhân an nghỉ, những người này không thù không oán với hắn, hắn cũng không đi đào mộ người ta, hắn không muốn người chết không được bình an. Càng đi sâu vào mộ viên, hoàn cảnh càng tối tăm và lạnh lẽo. Sau khi đi cả buổi, phía trước xuất hiện lối ra mộ viên, có lẽ phải nói là lối vào làm cho lăng hàn kinh ngạc chính là nơi này có một ngôi nhà tranh không biết bên trong có người hay không lăng hàn đi tới hắn thấy nhà tranh mở ra có một lão giả áo xám bước ra ngoài đại mộng ngàn năm lão giả áo xám duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó mới nhìn thấy lăng hàn dường như hắn mới phát hiện lăng hàn trên mặt còn mang theo kinh ngạc người trẻ tuổi người chạy đến nơi đây làm cái gì lão giả này hoàn toàn nhìn không thấu thánh nhân nhưng thánh nhân không phải không thể tiến vào đế lộ sao chẳng lẽ đột phá ở nơi này trong lúc nhất thời ý niệm trong lòng lăng hàn sinh ra nhanh như tia chớp nhưng hắn lại cười nói vãn bối chỉ đi ngang qua nha lão giả áo xám gật đầu đúng vậy nơi này là mộ địa người tuổi còn trẻ chạy tới nơi này làm cái gì lăng hàn cảm thấy hiếu kỳ hắn hỏi tiền bối nơi này mai táng người nào vì cái gì có bia nhưng không có chữ lão giả áo xám nhìn vào sâu trong mộ viên lo lắng nói Nơi này mai táng cũng không phải là người, mà là năm tháng. Năm tháng, Lăng Hàn không thể lý hiểu nổi, năm tháng cũng có thể mai táng. Mặc dù có cách nói này nhưng cũng chỉ là ví von, cũng không có ai thật sự xây mộ viên. Ha ha, nếu gặp lão phu, xem như người có chút duyên phận. Lão giả áo xám cười nói, đến, người trẻ tuổi, lão phu mời người uống một ly. Đa tạ tiền bối, Lăng Hàn cười một tiếng, lão giả áo xám mang theo Lăng Hàn tiến vào nhà tranh, nơi này đồ dùng trong nhà thật đơn giản cũng chỉ có một cái giường và một cái bàn đá ngoài ra còn có một băng ghế đá mà thôi lão giả áo xám bảo lăng hàn ngồi trên băng ghế đá chính mình thì ngồi ở trên giường sau đó không biết hắn lấy đâu ra bầu rượu và hai cái chén và đặt lên băng ghế đá lăng hàn cầm bầu rượu lên hắn rót cho mình và lão giả áo xám một chén a à, hắn nhìn rượu dịch rượu này đục ngầu cũng không ngửi được mùi rượu thế nào ngại rượu không tốt sao lão giả áo xám cười nói bề ngoài không được tốt lắm, Lăng Hàn ăn ngay nói thật, ha ha, lão giả áo xám cười to, hắn nắm lấy chén rượu, trong đôi mắt giả nua mang theo nhớ lại, sau đó dơ lên. Một ly kính trời, một ly kính đất, một ly kính năm tháng. Sau đó, hắn uống một hơi cạn sạch, Lang Hàn do dự một chút, cũng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. a à, bỗng nhiên Lăng Hàn có cảm giác hơi men ập tới, trong nháy mắt đã ngất ngây, với tu vi và thể phách của hắn cũng không thể chống đỡ, hắn nằm sấp trên mặt bàn, cũng nhanh chóng phát ra tiếng ngáy. Trần chọc mấy đời, cũng nên làm liều một phen, lão giả áo xám rời khỏi nhà tranh, sau đó hắn quay đầu nhìn bầu rượu trên bàn. Tiểu tử, người thật sự có vận khí, từ xưa đến nay, người có thể uống được rượu tuế nguyệt gộp lại không đủ 10 người. Hôm nay xem như kết thiện duyên, hắn một chân bước ra, kim quang đại đạo trải rộng và biến mất vô tung. chương 4907, Phá Thiên, Lang Hàn nằm ngáy o o, hắn tiến vào một cái mộng cảnh, chân thực đến mức làm hắn khó phân biệt. Trong mộng, hắn từ một tiểu võ giả cất bước, không ngừng trưởng thành, đạt đến đỉnh phong, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại. Nhưng trong giấc mộng này, hắn cũng không phải trải qua đều thuận lợi. Có đôi khi hắn vừa mới bước vào trúc cơ đã bị oanh sát, có lúc hắn trở thành thánh nhân. lang Hàn thử đủ loại phương pháp tu hành, có rất nhiều không làm được, có con đường đi thông làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn đang đi ra con đường của mình, loại mộng cảnh chân thật như thế có trợ giúp rất lớn, nó nói cho hắn biết, hắn đi dọc theo con đường này sẽ tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian, không cần đi nhầm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lăng Hàn mơ màng tỉnh lại. Tu vi của hắn không tăng lên, thần thức cũng giống như thế, nhưng Lăng Hàn lại có cảm giác chiến lực của hắn lại mạnh lên. Bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, lại đi tới mấy phần. Hắn bảo dậy, trong phòng không còn lão giả áo xám, chỉ có bầu rượu như cũ, giống như chứng minh việc Lăng Hàn uống say đều là sự thật. Lão nhân ra là người thế nào? Lăng Hàn cảm thấy bên trong thế giới này có vô số cường giả vượt qua sức tưởng tượng của hắn, từ khi đa gia phật xuất thế, cường giả đỉnh cao liên tục hiện thân, Âm Hà chi chủ, Huyết Hải chi chủ, còn có không ít cường giả tuyệt thế cũng xuất hiện. Đều là chuẩn đế, những người một chân bước vào đế vị, dường như thành đạo gần ngay trước mắt, hắn tranh với bọn họ, hắn có phần thắng không? Trước đó gặp lão giả áo xám giản dị tự nhiên, hắn không chút thu hút, nhưng chính vì như thế, Lăng Hàn mới phát giác được đối phương cường đại. Dù sao hắn cũng chỉ là giáo chủ, cũng không có tư cách phát hiện đối phương mạnh yếu, chẳng phải hắn cũng nhìn rõ sự cường đại của đối phương hay sao? T, vị tiền bối này cũng là chuẩn đế. Lăng Hàn nhe răng, hắn mới đạt tới giáo chủ, hắn kém chuẩn đế bao nhiêu con phố. Bất kể như thế nào, ta chỉ có một con đường có thể đi, đó là mau chóng mạnh hơn. Lăng Hàn rời khỏi nhà tranh, dự định tiếp tục đi tới, nhưng đột nhiên hắn cảm giác có khí tức tới gần. Hắn ngừng lại và nhìn về phía sau chỉ thấy một bóng người thon gầy hiện thân, đó là người trẻ tuổi khoảng 25 tuổi, thân mặc áo lưới màu tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, hắn chẳng khác gì trích tiên hạ phàm. Dung mạo của hắn rất bình thường nhưng đôi mắt lại linh động, ánh mắt càng thâm thúy, bất cứ người nào nhìn vào cũng trầm mê, không thể tự kiềm chế. Hắn lại không bị ảnh hưởng, cho nên, thời điểm hắn nhìn thấy lăng hàn thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhanh chóng nói. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Người này cũng là giáo chủ, nhưng cụ thể là mấy tinh thì không nhìn ra có một đám xương mù bao phủ hắn cho dù sử dụng nhãn thuật cũng không cách nào nhìn thấu lăng hàn quay về hắn đánh giá vài lần mới nói lăng hàn lăng hàn người tuổi trẻ kia giật mình dường như đạt được một lý do rất tốt nếu như là lăng hàn hắn đi trước mình cũng không kỳ lạ đối phương nói tại hạ phá thiên phá thiên phá thiên quật khởi trên tinh võng năm xưa đặt song song với vạn đạo thủy nhất là phá thiên đối phương có thể là người thứ hai vào cung điện, điều này nói rõ đối phương có chiến lược mạnh hơn cùng giai, không hổ là yêu nghiệt đặt song song với thủy nhất, vạn đạo. Lăng huynh, luận bàn chứ, phá thiên chủ động khiêu chiến, Lăng hàn nhíu mày, nói, tốt, hắn cũng không có ý nghĩ chiến đấu, hắn muốn đi tới nơi tiếp theo, tiếp tục tăng tu vi. Nhưng lấy cách làm người của hắn, bị người khiêu chiến, hắn sợ chiến. Tốt, vậy thì đến lãnh giáo ba người mạnh nhất tinh võng năm đó, người cuối cùng cũng ra sân phá thiên hét dài một tiếng sau đó lao về phía trước oanh hai người đều không tránh không né cũng giao phong chính diện đăng 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 lang hàn lui lại mà phá thiên lắc lư bàn tay đổ máu một kích này phá thiên chiếm thượng phong về sức mạnh ở phương diện quy tắc còn thua lang hàn một bậc bởi vậy kết quả chính là lang hàn bị đẩy lui vạn đạo lại bị thương nhẹ ngươi thật sự là giáo chủ nhất tinh sao phá thiên lắc lắc bàn tay vết thương đã khép lại không thể giả được lang hàn cười cười Phá Thiên thu hồi nụ cười, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Một kích vừa rồi là ngang tay, hai người ai cũng có sở trường riêng, nhưng hắn là giáo chủ Tứ Tinh. Tứ Tinh đấu nhất Tinh nhưng lại ngang tay, hắn không cách nào tiếp thu được. Nếu như để Quan Tinh Hán và các thế hệ Hoàng Kim biết rõ, khẳng định sẽ nhổ nước bọt, bởi vì bọn họ là giáo chủ Bát Tinh cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Lăng Hàn. Người Tứ Tinh đã làm được, người còn trâu bò hơn thế hệ Hoàng Kim bao nhiêu? Lợi Hải, Phá Thiên nói ra từ đáy lòng sau đó lại giết tới. Oanh, hắn điều khiển quy tắc và xuất ra một trường, không gian bị kéo nứt, năng lượng tầng thứ cao sôi trào, từ đó hóa thành công kích vô biên. Đương nhiên Lang Hàn không sợ, hắn xuất quyền nghênh đón. Bành, 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 hai người không dùng hoa chiêu, chỉ ngạnh kháng chính diện. Hơn 10 chiêu sau, Lang Hàn bị đánh bay rất nhiều lần, nhưng trên thực tế lại là phá thiên ăn thiệt thòi lớn hơn. Bởi vì mỗi lần đấu như thế, hắn lại bị thương thật sự không phải phòng ngự của hắn không cao, trên thực tế hắn cũng là thể tu, hắn chỉ hơi kém hơn lăng hàn, cho nên mỗi lần đều bị chút vết thương nhẹ, cũng không có đả thương đến căn bản, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lực, nhưng cả người là máu, tràng diện rất chật vật. Thống khoái, phá thiên ngửa mặt lên trời cười to, lăng hàn, người dùng toàn bộ bản lĩnh đi, nếu không, người bị ta miểu sát thì không nên hối hận. Oanh, trên hai tay của hắn quấn quanh năng lượng màu đen, người nào nhìn cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Mẹ nó, Lăng Hàn sững sờ, bởi vì hắn quá quen thuộc, năng lượng hủy diệt. Thông qua hắn và Đinh Thụ là hai ví dụ, có thể chứng minh, chỉ có bá chủ nguyên thế giới mới có thể nắm giữ năng lượng hủy diệt. T. Lăng Hàn không nói hai lời, hắn cũng vận chuyển năng lượng hủy diệt, nhưng hắn thoáng khống chế bao phủ hai tay mà thôi. A. Phá Thiên cũng sững sờ, hai người nhìn nhau một cái, trong nội tâm rung động, đã hoàn toàn biết rõ lai lịch của đối phương. Đến, Phá Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn phát động sát khí xung kích hóa thành thần đao tấn công thức hải của Lăng Hàn, hắn muốn trắng trợn phá hư. Lăng Hàn hừ một tiếng, đạo quả thụ run lên, thanh thần binh này đã vỡ nát. Nói đến cường độ thần thức, có giáo chủ nào dám so với hắn? Hắn hết sức tò mò, vốn cho rằng trên đời này chỉ có hắn và Đinh Thụ đến từ nguyên thế giới, bây giờ lại nhìn thấy người thứ ba. Thủy nhất, Vạn Đạo thì sao? Lăng Hàn sinh ra hoài nghi, hai người này nói không chừng cũng là bá chủ nguyên thế giới thế có bao nhiêu người như vậy? chương 4908, năng lượng ngọc thạch. Lăng Hàn suy tư, nhưng động tác không ngừng, hắn không ngừng đấu với phá thiên. Bọn họ đều không có bảo lưu, cũng xuất hết tuyệt học, thần thông. Đương nhiên, Lăng Hàn vẫn còn bảo lưu, ví dụ như cường độ năng lượng hủy diệt, hỗn độn cực lôi thác thậm chí hắn còn không dùng tới hàn quyền, hiện tại đây chính là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Phá thiên thét dài không dứt hai tay đánh ra liên tục, Thần niệm của hắn ngưng tụ đạo tác và hóa thành một đạo thần binh, giống như cây búa lớn khai thiên tích địa chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cũng ngưng tụ quy tắc hóa thành thần binh, nghênh kích phá thiên. Đánh nửa ngày, kết cục vẫn là ngang tay, hai người cùng dừng tay, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa, trừ phi bọn họ vận dụng át chủ bài. Trao đổi, tốt, hai người chưa hề nói trao đổi cái gì, nhưng trong lòng đều biết rõ. Quả nhiên, bọn họ lấy linh đồ ra và đưa cho đối phương. Lăng Hàn nhìn sang, Phá Thiên không có dở trò gian, đây là một góc của hủy diệt linh đồ. Đương nhiên, hắn cũng không có chơi hoa chiêu gì, hai người đều cầm linh đồ và tu luyện, sau gần nửa ngày, bọn họ cùng đứng lên và đổi linh đồ trở về. Bởi vậy đó có thể thấy được, mộ tính hai người cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là chúa tể nguyên thế giới, mặc dù bọn họ bước ra khỏi nguyên thế giới, gặp gỡ sẽ không giống nhau, nhưng có thể trở thành chúa tể một phương, mộ tính thật sự không thể chê, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Mời, mời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đều tiến lên. Tương lai, bọn họ sẽ là đối thủ cạnh tranh cực mạnh trên đế lộ, nhưng ở nơi này, bọn họ có chung chí hướng. Nếu gặp lại vạn đạo cùng thủy nhất, nhất định phải dò xét một chút, xem bọn họ có phải chúa tể nguyên thế giới hay không. Lăng Hàn thì thào, hắn hiện tại có sáu góc hủy diệt linh đồ, theo hắn suy luận, chỉ cần ba góc nữa thì nó sẽ hoàn mỹ. Cho nên, nếu thủy nhất cùng vạn đạo đều nắm giữ năng lượng hủy diệt, vậy hắn cách trưởng khống năng lượng hủy diệt còn kém một tia. Hắn phát động phượng dực thiên tường, có đối thủ cạnh tranh như phá thiên, hắn không dám có chỗ lười biếng, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hầu ca, tự nhiên hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn, người ta chính là tôn giả nhị tinh, chính là cao thủ mạnh nhất ở nơi này, không có người thứ hai. Sau khi đi một lúc, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hồ nước khô cạn. Linh khí thật nồng nặc, lăng hàn giật mình, chỉ thấy đáy hồ có từng khối ngọc thạch màu sắc lộng lẫy, chính những tảng đá này phát ra năng lượng, cho dù hắn cách xa cũng có thể cảm ứng được. Năng lượng cực kỳ thuần khiết, không có một tia tạp chất. Lăng Hàn đáp xuống nhưng hắn không dám tiến lên quá nhanh, nếu không nhiễu loạn cân bằng nơi đây, cực kỳ có khả năng hình thành cơn bão năng lượng, khi đó hắn sẽ bị xé nát. Khu vực chung quanh hồ nước là năng lượng nồng đậm, gần như hóa thành thực chất, phẩm cấp rất cao, Lăng Hàn bước chậm, cho dù hơi sinh ra chút gió cũng làm năng lượng chung quanh tạo thành đao gió gò thân thể của hắn, trong nháy mắt quần áo hắn tổn hại, thân thể cũng có thêm mấy vết thương. Thật đáng sợ, lực phá hoại có thể so sánh với giáo chủ cửu tinh. Hơn nữa, đây chỉ là động tác rất nhỏ của Lăng Hàn sinh ra, nếu hắn di chuyển biên độ lớn một chút, khi đó sẽ khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Lăng Hàn đã vận chuyển thập tu thuật, vết thương cũng không khép lại, mặc dù thương thế không nặng, vô cùng quỷ dị. Nhưng càng như thế, Lăng Hàn càng hiếu kỳ, hắn chậm chạp tiến lên, hắn cảm thấy mình đang tiến vào trong một đống thần binh, không thể tránh khỏi bị cắt chúng, kết quả chính là da chóc thịt bong. Có người tự ngược như thế sao? Lăng Hàn cười khổ, hắn tạo ra màn sáng tinh thần cũng vô dụng, bị đụng vào sẽ phát nổ. Hắn chậm rãi đi tới, sau lưng lưu lại một đường máu tươi, cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Đau đau đau, Lăng Hàn nhe răng, năng lượng nhận cắt trên người rất đau, máu tươi bắn ra tung tóe. Hắn lấy ra thanh thánh khí kia, muốn dựa vào tiên thiên thần vật để chống đỡ năng lượng nhận, nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bảo châu hình thành hộ thuẫn không có kết quả cổ quái món bảo vật này không phải có thể chống cự hiệu quả mặt trái thuần thiên nhiên sao đây là thủ bút của vị cường giả nào không giống lang hàn cảm ứng một chút đây đúng là năng lượng cực kỳ tinh khiết sở dĩ có lực sát thương đáng sợ như vậy là bởi vì quá mức nồng nặc giống như dùng kiếm giấy đâm không chết người nhưng nếu như dùng một ngàn tờ một vạn tờ áp xúc thành một trang giấy mỏng và làm thành thanh kiếm khi đó đâm không chết người hay sao đi tới cực hạn của một loại năng lượng cho dù năng lượng đó rất yếu cũng sẽ mạnh tới mức đáng sợ. Lăng Hàn suy nghĩ trong lòng và chợt hiểu ra, đáng tiếc, hắn không dám ngồi xuống bế quan, đó là hành động tìm chết. Từ từ đi, hắn đã tới gần khối ngọc kia, sau khi đưa tay chạm vào, khối ngọc cực kỳ cứng rắn. Nó hoàn toàn do năng lượng thiên địa tạo thành, t phi thường khủng bố, phải biết năng lượng thiên địa không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm ứng, đây là năng lượng chiều không gian thấp, năng lượng chiều không gian cao phải dùng thần thức mới có thể câu thông được. Chỉ nghe nói qua năng lượng nồng đậm đến hóa thành khí thể, hiện tại từ khí thể hóa thành chất rắn, hơn nữa còn cực kỳ cứng rắn, năng lượng phải nồng đậm tới mức nào. Khó trách hoàn cảnh bốn phía phủ đầy sát cơ, động tác hơi lớn sẽ bị năng lượng phân giải. Lăng Hàn nói thầm, nếu có thể chế năng lượng ngọc thạch thành binh khí, nó sẽ tỏa thành bao nhiêu phá hư. Hấp thu, đó là chuyện không thể nào. Thứ nhất, sau khi đạt tới giáo chủ, nhân tố quấy nhiễu võ giả chính là tiên khí, mà không phải bí lực. Thứ hai, năng lượng quá mức nồng nặc cho dù hấp thu một ít cũng đủ làm lang hàn đau khổ trực tiếp bạo thể cũng không phải là chuyện không thể nào ân đã như vậy dùng làm vũ khí thì sao lang hàn cẩn thận thu năng lượng ngọc thạch vào trong pháp khí không gian pháp khí trực tiếp nổ tung khốn kiếp khủng bố như vậy lang hàn đổi kiện pháp khí không gian khác kết quả cũng giống như vậy không thể chứa đựng còn không thu được ngươi lang hàn trực tiếp vận dụng hỗn độn cực lôi tháp lại thu lần này năng lượng ngọc thạch đã bị thu vào tầng thứ nhất của hỗn độn cực lôi tháp lăng hàn cười một tiếng mẫu kim không thu được ngươi ngươi đã lật trời rồi nếu thu một khối cũng thu mấy khối còn lại không lăng hàn lại bắt đầu chuyển động bắt đầu đi vòng quanh đáy hố không ngừng lục tìm năng lượng ngọc thạch sau khi bỏ ra nửa ngày đã thu sạch sẽ hắn nghe rằng nửa ngày này hắn đổ rất nhiều máu hơn nữa vết thương rất đau hắn cực kỳ khó chịu nếu nhặt sạch sẽ hắn cũng nên rời đi Lăng Hàn vẫn không dám di chuyển tốc độ quá nhanh, chậm rãi lui ra ngoài, trong quá trình này, hắn phát hiện cường độ năng lượng chung quanh đã suy yếu. chương 4909, uy lực khủng bố. Hắn cũng có thể hiểu, hoàn cảnh hung hiểm như thế là bởi vì năng lượng ngọc thạch tạo thành, hiện tại năng lượng ngọc thạch bị lấy đi, hoàn cảnh cũng từ từ khôi phục, nhưng thời gian sẽ cực lâu mà thôi. Rốt cuộc Lăng Hàn đã lui ra khỏi khu vực đáy hố, sau khi hắn tới khu vực bình thường, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống và vận chuyển thập tu thuật, thương thế của hắn được khống chế và chuyển biến tốt. Phải biết, vết thương da thịt như thế hắn dựa vào ý niệm là có thể khôi phục. Sau khi điều chỉnh suốt 3 ngày, vết thương mới hoàn toàn kết phải, cũng chỉ kết phải mà thôi. Lăng Hàn lấy ra một khối năng lượng ngọc thạch, bắt đầu nghiên cứu. Hắn dùng thần thức, Lăng Hàn hơi biến sắc, năng lượng ẩn chứa trong đó dùng khủng bố để hình dung. Tương tự, nó tương đương tổng năng lượng của một tinh cầu cộng lại đây là khái niệm gì tôn giả đủ cường đại chỉ cần cho tôn giả đầy đủ thời gian hắn có thể đánh nát một tinh cầu nhưng mà nếu tinh thể nổ lớn trong nháy mắt sẽ phát ra năng lượng đánh chết tôn giả cho nên tôn giả có năng lực đánh nát tinh cầu cũng không làm trừ phi mình cũng không cần mạng hoặc là có thể thoát thân trước khi nổ lớn việc này vô cùng khó bởi vì dù xé rách hư không nhưng tinh thể nổ lớn cũng tác động tới không gian chung quanh cho nên loại chuyện đánh nổ tinh cầu cũng chỉ có thánh nhân mới làm Lăng Hàn có thể không tái mặt sao? Vừa rồi hắn đang ngồi trên thùng thuốc súng, hắn không chết cũng là mạng lớn. Quả nhiên người không biết không sợ, nếu trước đó ta biết Ngọc Thạch khủng bố như vậy, ta sẽ xuống dưới sao? Lăng Hàn thì thào, bởi vì năng lượng Ngọc Thạch cũng không ổn định, chỉ cần phí sức hơi lớn là có thể dẫn nổ. Còn tốt, khu vực đáy hố lúc trước hung hiểm, hắn cũng không dám làm ra động tác mạnh, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không, một khi tay chân hơi mạnh thì xong đời nếu như ta dùng thứ này nện người thì sao? Ánh mắt lăng hàn sáng lên, năng lượng ngọc thạch quá bất ổn định, chỉ dẫn động lực lượng bên trong sẽ tạo thành nổ lớn, từ đó tạo ra uy năng đủ miểu sát tôn giả. Có lẽ, thánh nhân chủ quan cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, nếu ngươi ném rời tay mà nó nổ tung, người xui xẻo nhất sẽ là chính ngươi. Không đúng, lực phá hoại của nó còn lớn hơn cả tinh cầu, bởi vì tinh cầu lớn bao nhiêu, thứ này lớn bao nhiêu. Bị áp xúc ức vạn lần, lực phá hoại có thể giống nhau sao? nếu ta dùng nó nện người có thể bản thân cũng tự sát lăng hàn hoài nghi bởi vì chưa từng thử qua hắn hoàn toàn không dẫn nổ biết năng lượng ngọc thạch sẽ sinh ra lực phá hoại kinh khủng ra sao bán kính của nó lớn bao nhiêu ân có người đến lâm hiên lăng hàn trốn vào trong bóng tối mặc dù quỷ ảnh bộ không phải thân pháp nhanh nhất thiên hạ nhưng tuyệt đối là ẩn nấp thân thể châu bò nhất thân thể lâm hiên đáp xuống hắn lộ ra vẻ ngờ vực vừa rồi hắn cảm ứng được một đạo khí tức nhưng bây giờ lại không thấy lang hàn đây là phản ứng đầu tiên của hắn bằng không có mấy người ẩn giấu nhanh như thế đi ra trốn trốn tránh tránh có ý gì hắn thản nhiên nói giọng nói rất thản nhiên và hóa thành gợn sóng cũng bao phủ bốn phương tám hướng sóng âm bao phủ không khí bị nghiền ép biến hình căn bản không thể giấu người lang hàn di chuyển tránh né sóng âm hắn thối lui ra khỏi trăm giặc sóng âm mới suy yếu cũng không có uy năng mạnh mẽ trong lòng Lăng Hàn hơi động, hắn vừa định biết rõ uy năng năng lượng ngọc thạch, hiện tại không phải cơ hội tốt hay sao. Đi thử một chút, hắn cầm một khối năng lượng ngọc thạch, sau đó bỗng nhiên hơi vung tay, xèo, ngọc thạch này nện vào người Lâm Hiên. Đừng nhìn khoảng cách của hai người cách nhau chăm dặm, nhưng lực lượng giáo chủ dùng một khối đá ném đi cực nhanh, chút khoảng cách này không tính là gì. Xèo, năng lượng ngọc thạch phá không lao về phía Lâm Hiên. Lăng Hàn không chút do dự quay người, phát động phượng dược thiên tường, chạy ra. Hắn không phải sợ Lâm Hiên, mà là sợ năng lượng ngọc thạch nổ tung sinh ra sóng xung kích, nổ lớn như thế, Tôn giả ở ngoài khoảng cách trăm dặm cũng gặp nguy hiểm. Hắn lại không có thế tử phù. Hừ, Lâm Hiên lập tức phát hiện Lăng Hàn, hắn vươn tay đánh tới. Oanh, một bàn tay phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt vượt qua hơn trăm dặm, mấy ngàn dặm, dường như bao phủ toàn bộ thiên địa, cảnh tượng khủng bố vô biên. Tôn giả xuất thủ, giáo chủ tính là cái gì? Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ngọc thạch bay về phía mình nhưng căn bản không có để vào mắt đừng nói đây chỉ là một khối đá cho dù pháp khí thì thế nào giáo chủ thôi phát cho dù là đế binh cũng uy lực có hạn không có khả năng tạo thành uy hiếp với tôn giả năng lượng ngọc thạch cực kỳ không ổn định nếu bình thường ma sát với không khí cũng đủ dẫn nổ nhưng trước đó bị lăng hàn dùng bí lực bao phủ làm ra hiệu quả ngăn cách cho nên nó không nổ tung nhưng lâm hiên xuất ra một trường lực lượng tôn giả bắn ra bí lực của lăng hàn tính là gì oanh năng lượng ngọc thạch bị dẫn nổ trong nháy mắt, Lâm Hiên hoảng sợ biến sắc, khốn nạn một, quá kinh khủng, thánh nhân xuất thủ sao? Hắn vội vàng xoay người trốn, dùng hết toàn lực, trên người hắn thật sự có thế tử phù, nhưng mà, đây là thánh nhân chế tạo, cũng chỉ có thể hiệu quả với công kích dưới thánh nhân, nếu ăn một kích này, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là thế hệ hoàng kim, lại là một trong ba người mạnh nhất, thân pháp của hắn rất kinh người, thậm chí hắn không tiếc vận dụng bí pháp, toàn thân phun máu chỉ trong nháy mắt đã bộc phát tốc độ vượt xa bản thân. Oanh, năng lượng quét qua, đừng nói tốc độ của Lâm Hiên, dù là Phượng Dực Thiên tường của Lăng Hàn cũng không kịp. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ, sóng năng lượng đuổi kịp và bao phủ hắn vào trong. Khốn nạn, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn cũng trợn mắt, bởi vì sóng năng lượng đang đuổi theo với tốc độ đáng sợ. Nơi này là bí cảnh, hắn không có cách nào xé mở không gian thoát đi, thậm chí, với sự khủng bố của năng lượng bộc phát, dù hắn tiến vào hư không chỉ cần còn nằm trong khu vực ảnh hưởng vẫn bị đánh trúng cho nên hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng chạy không còn kịp rồi oanh năng lượng quét qua lưng hắn trực tiếp đánh lăng hàn bay ra ngoài sau đó lại đuổi kịp lại đánh bay sau vài chục lần như thế lần này uy lực nổ lớn mới giảm mạnh năng lượng kinh khủng bao phủ bầu trời ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời xuất hiện đám năng lượng hình nắm đáng sợ mà dưới mặt đất tạm thời còn không nhìn thấy chỉ cần năng lượng biến mất nơi này sẽ có một cái hố khổng lồ chương 4910, trọng thương, Lăng Hàn nhe răng, hô, cảm giác đau làm hắn biết mình chưa chết. Lăng Hàn bò dậy, phát hiện trên người quần áo toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, mà trên da cũng che kín vết thương, có chút vết thương càng là sâu đủ thấy xương. T, rõ ràng đã chạy đến xa như vậy, năng lượng phong bạo lại có thể lan tới gần hắn. Không hổ là sát chiêu có thể rảo sát tôn giả, còn tốt, hắn chạy rất nhanh, năng lượng ngọc thạch liên lụy phạm vi không lớn lắm, nhưng ở trong phạm vi này còn khủng bố gấp trăm lần tinh cầu nổ tung. Không biết Lâm Hiên chết chưa, Lăng Hàn nhìn vào đám năng lượng phía chân trời, cho dù hắn cách rất xa vẫn cảm nhận được năng lượng phong bạo ba động, nếu lúc này hắn xông vào cũng hữu tử vô sinh. Qua thật lâu, năng lượng phong bạo mới qua đi, mặc dù trong không khí vẫn còn ba động sót lại nhưng đã không có lực sát thương quá lớn. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, hắn đã khống chế thương thế, hắn bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Không sao, không ảnh hưởng chiến lực là được. Hắn nhanh chân đi tìm kiếm, quả nhiên, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, bên trong còn có năng lượng mờ mịt. Một lúc sau, hắn tươi cười, tìm được, đến gần khu vực biên giới có một người đang nằm, không phải Lâm Hiên còn có thể là ai. Nhưng bây giờ Lâm Hiên rất thảm, thiếu một cánh tay trái cùng đùi phải, cả người nằm dạp trên mặt đất, sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Còn chưa có chết, lang hàn kinh ngạc, tôn giả thật khó giết, hắn đã sớm chuẩn bị và liều mạng trốn đi nhưng vẫn thương tích đầy mình, mà Lâm Hiên không kịp chuẩn bị nhưng lại chưa chết. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Hiên ngã xuống thì đây là khu vực biên giới của vụ nổ. Người thật biết chạy, Lang Hàn lắc đầu. Lúc này Lâm Hiên hơi nhúc nhích, sau đó hắn bỏ dậy. Lang Hàn hắn cắn răng kêu lên, trong giọng nói mang theo tức giận không nhỏ. Hắn suýt chết, mặc dù hiện tại có thể giữ mạng nhưng vẫn mất một tay một chân. đương nhiên hắn là tôn giả, càng là đế tử, gia tộc khẳng định có đại dược để hắn khôi phục lại hơn nữa cũng không lưu lại hậu hoạn gì. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc lúc nãy, hắn vẫn còn sợ hãi. Trước đó, hắn cách quỷ môn quan quá gần, hắn sử dụng thần niệm tra xét trạng thái của mình hiện tại, hắn lại biến sắc, hắn nhận lấy trọng thương, thực lực đã rất ra khỏi cảnh giới tôn giả, nếu hắn trị thương chậm trễ, thực lực sẽ giảm xuống. Nhưng giết một gia hỏa vừa mới vào giáo chủ lại không đáng kể. Chân còn lại của hắn đạp mạnh, lực lượng kinh khủng bắn ra, hắn lao lên trời, hắn muốn đánh chết lăng hàn. Chết, hắn gầm lên một tiếng, chính mình suýt chết trong tay Lăng Hàn, hắn nghĩ lại vừa sợ vừa giận. Oanh, hắn ra một kích đầy phẫn nộ tấn công Lăng Hàn đánh qua. Trong thời gian ngắn, 16 đạo quy tắc nở rộ và tỏa sáng như pháo hoa. Đây không phải quy tắc thất tinh, mà là lục tinh. Lăng Hàn cười một tiếng, thực lực Lâm Hiên đã rơi ra khỏi cảnh giới tôn giả, hiện tại cũng chỉ tương đương với giáo chủ Cửu Tinh. Nếu như là giáo chủ Cửu Tinh bình thường, Lăng Hàn sẽ không sợ. Trực tiếp xông lên đánh ngã đối phương là được, nhưng Lâm Hiên chính là thế hệ hoàng kim, cho dù trong tình huống trọng thương, lực lượng, đạo tác đều vượt qua Lăng Hàn. Hắn dùng trốn tránh làm chủ, hắn muốn hao tổn với đối phương, đợi thương thế của Lâm Hiên chuyển biến xấu, chiến lực sẽ giảm xuống lần nữa. Không, Lăng Hàn lắc đầu, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi. Lúc mới bắt đầu, Lâm Hiên còn làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng, xem Lăng Hàn như con kiến hôi, muốn giết cứ giết, hiện tại đại cảnh giới song phương giống nhau. Lăng Hàn muốn đánh một trận. Chiến lực không bằng, vậy thì dùng pháp khí đền bù. Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, ông, chuẩn đế binh phóng thích khí tức đáng sợ. Đây không phải đế binh, nhưng uy năng của mẫu kim lại do lực lượng giáo chủ thôi phát, uy lực của nó có thể bình thường hay sao? Bành, Lâm Hiên đánh một kích bị hỗn độn cực lôi tháp cản lại, còn có một tia chớp bổ vào người Lâm Hiên. Hỗn độn cực lôi tháp đấy, là song thuộc tính hiếm có nhất trong mẫu kim, gồm cả công thủ. Cái gì, Lâm Hiên nhìn thấy liền giật mình, hắn vội vàng hóa giải. Tư, thiểm điện trắng xóa bao phủ quanh người hắn, uy lực vô cùng khủng bố. Một kích này, uy năng đã tương đương với hắn. Mặc dù thế gian không thiếu pháp khí lục tinh có khả năng phát ra công kích uy hiếp tới hắn chúng đều là cực phẩm trong pháp khí lục tinh, thậm chí có thể là pháp khí thất tinh hoặc thánh khí. Đế binh là không thể nào, trong thiên hạ không có đế binh lọt vào trong tay tiểu nhân vật cấp giáo chủ. Hắn hóa giải một kích này, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào hỗn độn cực lôi tháp, hắn giật mình quát lớn. "Đế binh, hắn thật sự mất mặt, mới vừa nói không có khả năng là đế binh, kết quả hắn cực kỳ quen thuộc khí tức minh mông như thế, chính là đế binh." "Không, hắn lại phủ định suy đoán của mình, đây không phải đế binh, không có khí tức đại đế." "Mẫu kim, hắn hoảng sợ nói ra, trong ánh mắt mang theo tham lam. Đế binh là đại đế tạo thành, mà vật liệu đế binh chính là mẫu kim, nhưng mà, mỗi một khối mẫu kim đều nằm trong thiên địa tuyệt địa." cho dù đại đế muốn tìm được cũng phải đánh đổi khá nhiều cho nên đế binh đều là thứ sau khi đại đế thành đạo mới đi tìm kiếm mẫu kim rèn đúc mà thành nhưng còn bây giờ thì sao lăng hàn có một khối mẫu kim lâm hiên cực kỳ hối hận sớm biết như thế hắn sẽ không từ thủ đoạn giết chết lăng hàn từ đó cướp đoạt mẫu kim trước khi thành đế đã nắm giữ mẫu kim đây là tạo hóa nghịch thiên cỡ nào đâu chỉ có được thiên mệnh đây là chú định thành đế đấy không thể để ngươi sống nữa Lâm Hiên quát lớn, hắn nhất định phải giết Lăng Hàn, bằng không bản thân đối mặt với yêu nghiệt như vậy, lại được thiên mệnh, Lăng Hàn có xu thế thành đế như vậy, có ai cản nổi. Tương phản, nếu hắn đạt được mẫu kim, chẳng khác gì được thiên mệnh chiếu cố, tự nhiên có thể trổ hết tài năng. Oanh, hắn bộc phát đại pháp lực và toàn lực ứng phó. Lăng Hàn cười ha ha, hắn xuất quyền ngăn cản, hỗn độn cực lôi tháp chìm nổi nhẹ nhàng, hỗn độn khí và lôi đình bộc phát, uy lực cực kỳ kinh khủng. Oanh, 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 hai người kịch chiến, Lăng Hàn có hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp nên không sợ Lâm Hiên, lực lượng va chạm, đấu pháp tắc. Rất nhanh, Lâm Hiên cao mày, hắn chịu trọng thương, thực lực giảm xuống giáo chủ cửu tinh, nhưng mà chiến lực không ổn định, hơn nữa còn đang giảm xuống. Vấn đề là, Lăng Hàn lại có ý chí chiến đấu sụp sôi, chiến lực đang ở trạng thái đỉnh phong, cứ tiếp tục đánh nữa, hắn tuyệt đối sẽ chết. Không thể tái chiến, tái chiến chính là phải chết, Lâm Hiên cố nén khuất nhục, hắn quay người bỏ trốn chỉ cần khống chế thương thế, chờ thực lực của hắn trở lại cấp tôn giả, hắn giết lang hàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là sỉ nhục lớn lao, đường đường tôn giả, hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim, thế mà hắn lại bị giáo chủ nhất tinh ép bỏ trốn. Mất mặt, chương 4911, cùng đường mặt lộ. Lâm Hiên trốn, lang hàn cười lạnh, hắn lập tức đuổi theo. Lâm Hiên, người có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hắn sử dụng thần thức truyền âm nói. Lâm Hiên mặt đỏ tới mang tai, đằng đằng sát khí nhưng phải cố nhịn vô cùng nhục nhã đây là nhục nhã to lớn đường đường thế hệ hoàng kim hơn nữa còn là một trong ba người mạnh nhất hiện tại lại bị một tên vô danh tiểu tốt truy sát hắn làm sao chịu nổi trong mắt hắn cho dù lăng hàn lấy được thành tựu gì cũng chỉ là sâu kiến mà thôi không có biện pháp đây là kiêu ngạo của đế tộc nhưng bây giờ phần kiêu ngạo này bị đánh nát vô tình ngươi không dùng ám chiêu ta giết ngươi chỉ là chuyện một chiêu hắn dùng thần thức truyền âm phản bác, Lăng Hàn bật cười, Lâm Hiên, ngươi là tứ cực cảnh, không biết xấu hổ nói câu này với tiểu thừa cảnh như ta hay sao? Nhiều lời, đã nắm giữ ưu thế đại cảnh giới và nhiều tiểu cảnh giới như thế, người đánh chính diện không thể thủ thắng, người còn không bằng tìm sợi dây treo cổ cho xong. Lâm Hiên chỉ cười lạnh, chờ ta lành thương thế, chính là ngày ngươi mất mạng. Hắn hạ ngoan tâm, chỉ cần thực lực vừa khôi phục, hắn sẽ không từ thủ đoạn xử lý lang hàn. Vì rửa sạch sỉ nhục hôm nay, lại không thể cho người thứ ba biết một phương diện khác bởi vì trên người lăng hàn có chuẩn đế binh mặc dù uy lực không mạnh nhưng lại đại biểu khí vận thiên địa trời cao chiếu cố chú định thành đế ngươi đợi không được ngày đó lăng hàn lạnh lùng nói lâm hiên muốn giết hắn hắn lại làm sao không muốn giết đối phương xèo hai người vận dụng thân pháp tới cực nhanh cũng nhanh chóng lướt qua bầu trời muốn nói tốc độ thân pháp lâm hiên vốn không kém gì lăng hàn dù sao cũng là tôn giả tăng thêm đế thuật từ đó có thể đuổi theo phượng dực thiên tường. Nhưng vấn đề bây giờ là, thực lực của hắn rất xuống, cũng ảnh hưởng tới tốc độ cực lớn. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đang bị lăng hàn đuổi kịp. Nếu như bị đuổi kịp, bọn họ chiến đấu với nhau, thương thế của mình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chiến lực sẽ giảm xuống một bước, hắn sẽ không địch lại lăng hàn. Có lẽ ngày này năm sau là ngày rỗ của hắn, trong lòng của hắn gấp gáp, hắn liều mạng ra tốc và tìm kiếm địa hình thoát khỏi lăng hàn. Nhưng vùng đất nơi này bằng phẳng, căn bản không có nơi ẩn thân, càng làm hắn tuyệt vọng. Phía sau, Lăng Hàn càng ngày càng gần, Lâm Hiên, buông tay đánh một trận chiến, chỉ ít cũng chết có tôn nghiêm. Lăng Hàn đấm ra một quyền, hắn đã dùng tới hàn quyền, quy tắc phát sáng, năng lượng hủy diệt sôi trào, hắn đạt được hủy diệt linh đồ thứ sáu, lực phá hoại của năng lượng hủy diệt lại tăng thêm một bậc. Quá gần, Lâm Hiên không thể không quay trở lại chống đỡ, banh, một quyền của Lăng Hàn đánh hắn bay ra ngoài. Cái gì, Lâm Hiên khiếp sợ lần nữa, rõ ràng chiến lực của hắn chỉ giảm xuống một chút, vì cái gì hắn lại lâm vào hạ phong khi ngăn cản một kích này. Hơn nữa, hộ thể bí lực của hắn bị phá hư cực nhanh, năng lượng đáng sợ ập tới tạo thành tổn thương lên hắn. Đây là năng lượng tầng thứ cao gì, giống như hắn bị đế binh trực tiếp chém chúng, không gì không phá. T, đây là quái vật gì, người đã đi ra con đường của mình, lâm hiên hoảng sợ, trong mắt mang theo hâm mộ và ghen ghét. Muốn thành đế, tất nhiên phải đi ra con đường của mình, nhưng câu nói này thật sự nói dễ dàng, thật muốn làm còn khó như lên trời. Bình thường mà nói, lúc trước đại đế đều ở tôn giả viên mãn mới bắt đầu đi con đường của mình, đến thánh nhân thì con đường cũng trở nên rõ ràng, cuối cùng đi đến phần cuối thành đạo là đế. Dù là yêu nghiệt như hắn cũng không tìm ra đầu mối, càng không thể bước ra bước đầu tiên. Nhưng ra hỏa trước mặt chỉ là giáo chủ đã làm được. Hắn chỉ là nhất tinh, không, xem độ hoàn thành của quyền pháp, lang hàn không phải mới tu thành. Trời ạ! À chẳng lẽ lăng hàn đã sớm đi ra con đường của mình khi đã là hóa linh cảnh lâm hiền chấn kinh đến mức im lặng hắn đã đánh giá lăng hàn đủ cao nhưng bây giờ mới biết được chính mình chỉ hiểu rõ một góc của lăng hàn mà thôi trên người của người này cất giấu quá nhiều bí mật hắn xoay người bỏ chạy lần nữa ở mặt chiến lực hắn đã không địch lại lăng hàn cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là bỏ chạy chỉ cần có thể thoát khỏi lăng hàn chờ thương thế tốt lên hắn sẽ nghiền ép lăng hàn hơn nữa chiến lược áp chế sẽ bảo trì trong thời gian rất lâu chỉ cần chỉ cần hắn thoát thân là được thế nhưng mà lăng hàn đã đuổi kịp căn bản không cho hắn cơ hội từng quyền oanh kích như mưa hắn không thể không ngăn cản hàn quyền có lực phá hoại to lớn khủng bố huống còn mang theo năng lượng hủy diệt đại đế cùng giai đứng trước mặt lăng hàn cũng có thể bị hắn đánh nổ a à, lâm hiên giống to hắn không cam tâm thực lực chân thật của hắn có thể nghiền ép lăng hàn một khi giết chết lăng hàn hắn sẽ chiếm hết cơ duyên của đối phương. Phượng Dực Thiên Tường, chuẩn đế binh, hắn cực kỳ đỏ mắt, bất cứ thứ gì cũng giúp cho hắn vượt lên trong thế hệ hoàng kim, có một không hai, nhưng bây giờ, hắn lại như chó nhà có tang. Hắn biệt khuất, hắn thực sự không cam lòng, ha ha, không cam tâm, lang hàn cười lạnh, năm đó ngươi ỉ vào tu vi cao hơn ta, nghĩ lấn ta thì lấn ta, lại không có nghĩ tới ta có cam tâm hay không, ta đã chịu bao nhiêu tức giận. Hiện tại, ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Bành bành bành, hàn quyền oanh kích, mặc dù Lâm Hiên miễn cưỡng hóa giải nhưng vẫn là bị quyền phong quét qua, năng lượng hủy diệt kinh khủng cỡ nào, lập tức gia tăng thương thế của hắn. Gương mặt của hắn vặn vẹo, hắn như nguyền rủa ngươi chỉ là dân đen, làm sao có thể so sánh với ta. Ta là thế hệ hoàng kim, ta là đế tử mạnh nhất. Oanh, trả lời hắn là một quyền của lăng hàn, Lâm Hiên bị đánh ai ra ngoài, thân thể bay hơn 10 dặm mới dừng lại. a à, hắn kêu lên đầy ngạc nhiên. Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy có mấy người đứng đó. Dương Dịch Hoàn, hắn như tìm được cứu tinh, vội vàng nói: "Dương đạo hữu, cứu ta." Hắn đã từ bỏ tất cả mặt mũi, hiện tại hắn chỉ muốn sống, chỉ cần có thể sống sót, hắn sẽ có cơ hội báo thù, chỉ cần giết Lăng Hàn, hắn có tới 99% nắm chắc có thể thành đế, mà một khi thành đế, thế nhân dám chửi bới hắn sao? Dương Dịch Hoàn ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Lăng Hàn đã đuổi theo hắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hơn nữa càng chấn kinh, Lăng Hàn khi nào đã có thể đánh tôn giả nằm xuống. Lăng Hàn dừng lại, hắn nhìn sang Dương Dịch Hoàn, thản nhiên nói. Dương Huynh muốn nhúng tay, Dương Dịch Hoàn giang tay ra, ta không quen với Lâm Huynh, tại sao phải nhúng tay? Lâm Hiên cảm thấy mắt tối sầm, hắn suýt nữa đã té xỉu. Hắn vội vàng nói, Dương Dịch Hoàn, ta chính là hậu duệ của Hỏa Vân Tổ Vương, người cứu ta, hồi báo sẽ cực kỳ phong phú. Hơn nữa, từ nay hỏa vân đế tộc sẽ thành hậu thuẫn của ngươi, thiên hạ không người dám đắc tội ngươi. Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn nhìn sang Dương Dịch Hoàn, ngược lại muốn xem hắn có động tâm hay không. chương 4912, gãy chi trọng sinh. Không người dám trêu chọc, Dương Dịch Hoàn hỏi ngược một câu. Đương nhiên, Lâm Hiên gật đầu, trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Đế tộc cao cao tại thượng, việc này đã hình thành vô số năm tháng, cho dù ở thời điểm như vậy, hắn cũng lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Dương Dịch Hoàn buột miệng cười, ta hỏi Lâm Huynh một chút, vì cái gì người bị đuổi giết? Nếu không người dám trêu chọc Lâm ra, tại sao cần ta xuất thủ? Cái này, Lâm Hiên trực tiếp trợn mắt, hắn không biết nên trả lời thế nào. Khốn kiếp, ai mà biết Lăng Hàn biến thái như vậy, hắn dám hạ tử thủ với đế tộc. Đối mặt với quái vật như thế, ngàn vạn năm khó xuất hiện một người, không chết, tương lai không phải thành thánh chính là thành đế. Tại sao hắn lại không may gặp được, thế nhân đều nói, Thiên tài đương đại đều không may, bởi vì bọn họ gặp thế hệ Hoàng Kim, nhất định sẽ bị che lấp hào quang. Nhưng bây giờ, hắn lại ý thức được, thế hệ Hoàng Kim mới cực kỳ không may, rõ ràng là thế hệ có hy vọng thành đế nhất, kết quả lại đụng yêu nhiệt che lấp hào quang của hắn. Thế hệ Hoàng Kim, ha ha, Dương Dịch hoàn cảm khái, thật không biết các ngươi lấy dũng khí ở đâu ra mà dám tự xưng như thế. Còn nói có thể so sánh với đại đế khi còn trẻ. Ha ha, thật sự chết cười ta đây là trào phúng trần trụi cũng xem thường thế hệ hoàng kim nếu đổi thành lúc khác lâm hiên khẳng định đã ra tay rồi sẽ cho hắn biết hậu quả đắc tội với đế tử và thế hệ hoàng kim là gì mà bây giờ hắn chỉ thầm hận mà thôi đại đế khi còn trẻ ha ha bọn họ mạnh hơn các ngươi quá nhiều dương dịch hoàn lắc đầu không nói đại đế cho dù là ta năm đó cùng dai muốn bại ngươi dễ như trở bàn tay cho dù như thế ta cũng phải ngủ say từ thời đại này sang thời đại khác không ngừng tăng thực lực lên, như vậy ta mới dám tranh một cơ hội thành đế trong thời đại này. Ngươi, ha ha, đúng là đả kích vô hình, mặc dù Lâm Hiên chưa giao thủ với Dương Dịch Hoàn, nhưng khi đó Dương Dịch Hoàn bước ra từ trong ma vụ, liên tiếp đánh bại thế hệ Bạch Ngân, đã chứng minh thiên tư của hắn có thể so sánh với thế hệ Hoàng Kim, có lẽ cũng có khả năng vượt qua thế hệ Hoàng Kim. Cho nên, Dương Dịch Hoàn xác thực có tư cách nói ra lời này. Thế hệ Hoàng Kim, cái rắm, tự kỷ mà thôi. Lâm Hiên bị đả kích lớn, hắn vẫn cho rằng mình đã đuổi sát tiên tổ Lâm gia năm đó, tương lai có thể trở thành đại đế thứ hai của Lâm gia, sáng tạo ra truyền kỳ và thần thoại. Nhưng đột nhiên được biết, hắn còn kém xa đại đế năm đó, hắn bị đả kích nghiêm trọng cỡ nào. Lang Hàn cười nói, như vậy mời Dương Huynh thối lui một chút, được, Dương Dịch Hoàn gật đầu, quả nhiên hắn lui ra phía sau. Lâm Hiên tuyệt vọng, thật vất vả gặp được một người, hơn nữa còn là yêu nghiệt như Dương Dịch Hoàn, kết quả người ta không muốn xuất thủ. Thương thế của hắn lại chuyển biến xấu thêm vài phần, tái chiến Lăng Hàn, hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà, không chiến chính là con đường chết, ngoan cố chống cự, huống chi hắn là thế hệ hoàng kim, không đến tắt thở hắn sẽ không ngửa cổ chờ chết. Hắn vẫn có chút ý chí chiến đấu như thế, vậy liều chết đánh một trận, Lâm Hiên có giác ngộ, hắn đối mặt Lăng Hàn, mặc dù cụt một chân cụt một tay, hắn vẫn tỏa ra khí thế cường đại. Một khi người đã có giác ngộ sẽ chết, tự nhiên sẽ sinh ra ý chí chiến đấu cường đại. Oanh, hắn bắt đầu thiêu đốt đế huyết, cũng đánh cược lần cuối. Nhưng thiêu đốt đế huyết phi thường dễ dùng khi ở cảnh giới thấp, sẽ gia tăng rất nhiều chiến lực, nhưng thiên phú càng tốt, cảnh giới càng cao, thiêu đốt đế huyết sẽ có hiệu quả càng nhỏ. Như Lâm Hiên là tôn giả như thế, là thế hệ hoàng kim, thiêu đốt đế huyết mang tới tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn đã đến mức sơn cùng thủy tận, không có gì là không thể dùng. Nhưng mà, đế huyết sôi trào, khí thế của Lâm Hiên như biển cả, từng làn sóng rung động tăng lên rất nhiều chẳng những đạt đến cấp bậc giáo chủ cửu tinh, thậm chí còn có khả năng vượt qua rất lớn. T. Tại sao lại như thế? Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn tay cụt, chỉ cảm thấy xương cốt vừa ngứa vừa đau, hắn ngây người khi tay cụt đang phục sinh. Không chỉ là tay cụt, chân gãy cũng thế. Phải biết, hoặc là đại dược thánh cấp, hoặc là thánh nhân mới có tư cách đoạn chi trọng sinh, nhưng bây giờ, hắn đã nguyên khí đại thương, chiến lực giảm xuống giáo chủ, tại sao hắn có thể đoạn chi trọng sinh? hắn có thể không khiếp sợ hay sao? Đây là kết quả khi thiêu đốt đế huyết. Không đúng, thiêu đốt đế huyết chỉ có thể tăng chiến lực, lúc nào có thể dùng như thánh dược. Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn cũng không nghĩ tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đang bật hách sao? Chỉ trong nháy mắt, tay cụt chân gãy của Lâm Hiên lại mọc ra, thực lực của hắn ổn định tại giáo chủ cửu tinh, cuối cùng hắn không thể đột phá tôn giả. Nhưng thương thế của hắn đã ổn định, không còn tiếp tục chuyển biến xấu, cho nên hắn hoàn toàn nắm giữ sức tái chiến với Lăng Hàn. Ha, ha ha, ha 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 lúc này Lâm Hiên cũng không có nghĩ tới sự tình, nhưng hắn rất vui mừng với kết quả này. Lăng Hàn, người không nghĩ tới đúng không? Đây chính là nội tình của đế tộc, nói chuyện giống như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Nhận lấy cái chết, Lâm Hiên giết tới, hiện tại tay chân của hắn đã khôi phục hoàn toàn, thương thế cũng được khống chế, chỉ kém không có trở lại chiến lược tôn giả, hắn tự nhiên không sợ hãi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ cần là giáo chủ thì hắn không sợ gì cả. Đến chiến, Lăng Hàn vận dụng Hỗn Độn Cực Lôi Tháp Nghình chiến với Lâm Hiên, hai người huyết chiến lần nữa. Dương Dịch Hoàn đứng xem cuộc chiến, hắn thì thào tự nói, thật không đúng, thiêu đốt đế huyết làm sao có thể để đoạn chi phục sinh. Hắn vắt hết óc suy nghĩ, hắn cũng bị vấn đề này quấy nhiễu. Qua một hồi lâu, đột nhiên hắn khiếp sợ, trừ khi, hắn không hề nói tiếp, mà là gật gật đầu, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị thì ra là thế, ta có nên giúp hắn một tay hay không? Dương Dịch Hoàn tự nói, dù sao, chúng ta xem như người mình, ai, được rồi được rồi, gia hỏa này tư chất bình thường, không có khả năng thành đế, đế tử chân chính của lâm gia tuyệt đối không phải là hắn. Nếu có người nào nghe thấy lời của hắn, có lẽ sẽ khiếp sợ không nhỏ. Ở trong miệng của hắn, thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ là kẻ tư chất bình thường, đều không đủ tư cách gọi là đế tử. Dương Dịch Hoàn nhìn về phía Lăng Hàn, tiểu tử này mới đáng giá coi trọng, chiến lược càng yêu nghiệt như thế còn mạnh hơn đại đế còn trẻ vài phần ta muốn thành đế hắn chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất hắn cẩn thận quan sát sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lang hàn đã đi ra con đường của mình đây là điểm hắn không làm được lần lượt chém dụng tu vi bắt đầu lại từ đầu không phải chôn hạt giống trong phá diệt chờ đợi có một ngày có thể đi ra con đường của mình sao nhưng người ta chỉ cần một lần là làm được chẳng lẽ thành đế thật sự là chú định hắn cau mày không phải ngươi cho dù ngươi cố gắng thế nào cũng vô dụng. Hắn lại nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt sinh ra sát cơ. Chương 4913, chém Lâm Hiên, nhưng dương dịch hoàn không có xuất thủ. Hắn quay người rời đi, khuôn mặt kiên quyết, sau đế lộ lần này, hắn sẽ không chém tu vi, mà là muốn xung kích thánh nhân, tích lũy nhiều như vậy, hắn cũng nên quên đi tất cả, đi đường của mình. Nếu cứ lo được lo mất, hắn làm sao có khả năng thành đế? Vị đại đế nào không tràn đầy lòng tin vào mình? bọn họ sẽ cho phép mình sợ hãi rụt rè hay sao? Lăng Hàn đại chiến Lâm Hiên, hiện tại Lâm Hiên không có nỗi lo về sau, mặc dù chỉ là chiến lực cấp giáo chủ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng thương thế chuyển biến xấu, hắn tự nhiên không sợ. Lăng Hàn càng không khả năng sợ, hắn thi triển hàn quyền và phóng thích chiến lực tự thân thỏa thích. Quy tắc như hoa, quyền pháp phiêu giật, hoặc nặng hoặc nhẹ, biến hóa tùy tâm. Hỗn độn cực lôi tháp chìm nổi, từng đạo hỗn độn khí rủ xuống, đây là tầng phòng ngự thứ nhất của Lăng Hàn, cho dù bị phá vỡ thì vẫn còn màn sáng tinh thần, lại phá vỡ, hắn có thể phách cường đại, còn có thể tự hóa giải công kích. Trên phương diện phòng ngự, lực phòng ngự của hắn rất biến thái. Mà nói đến công kích, hắn cũng yêu nghiệt, mặc dù bị giới hạn cảnh giới, thực lực không thể tránh khỏi sẽ có hạn mức cao nhất, nhưng mà, khi hàn quyền phát động, năng lượng hủy diệt sôi trào vẫn sinh ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên hoảng sợ phát hiện, cho dù hắn nắm giữ chiến lực giáo chủ cửu tinh, hắn vẫn không thể áp chế lăng hàn, không có biện pháp, chuẩn đế binh quá cường đại, gần như ngăn cản tất cả công kích của hắn, cho dù không thể hóa giải hết nhưng cũng chỉ còn lại hai ba thành uy lực, uy lực như thế làm sao có thể tạo thành uy hiếp lên Lăng Hàn. Ngược lại, hắn hắn chỉ năng lực phòng ngự mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt năng lượng hủy diệt, phòng ngự của hắn là thùng rỗng kêu to, loại năng lượng tầng thứ cao này có lực sát thương thật đáng sợ. Hắn không hiểu, chẳng lẽ trên đời này còn có năng lượng tầng thứ cao vượt qua cửu tinh sao? Nếu không vì cái gì hắn nắm giữ năng lượng cửu tinh cũng không thể sánh bằng. Hắn bị thương, hơn nữa năng lượng hủy diệt tràn đầy tính phá hư, một khi xâm nhập trong cơ thể, hắn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực để đối kháng, nếu không, loại năng lượng này tàn phá bừa bãi bừa bãi, nhục thể của hắn sẽ bị tiêu diệt, linh hồn cũng chôn vùi. Một phần lực như thế bạo phát, chiến lực của hắn không thể không giảm xuống. Mà đây là tuần hoàn ác tính, bởi vì chiến lực của hắn đang giảm xuống, mang ý nghĩa hắn có khả năng bị lăng hàn đánh chúng tăng cao, sau đó thương thế tăng lên cần phân ra càng nhiều tinh lực để chống cự năng lượng hủy diệt t hắn có thể cải biến vận mệnh hay không lâm hiên cắn răng hắn xoay người bỏ chạy lần nữa lăng hàn đuổi theo hắn vừa đuổi vừa cười ha hả nói lâm hiên tại sao ngươi lại chạy tới 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 ngươi không phải muốn giết ta sao ngươi không phải vừa mới khí phách ngập trời vô cùng đắc ý hay sao nghe lăng hàn châm chọc lâm hiên đỏ mặt hắn cũng không dám nói cái gì đánh không lại hắn có biện pháp nào? Thân thể hắn lướt đi cực nhanh, bởi vì thương thế đã được khống chế, hắn không cần phải lo lắng. Nhưng mà, hắn lại không chạy nhanh bằng lăng hàn, hắn bị đuổi kịp và bọn họ đại chiến lần nữa. Mỗi một lần chiến đấu, Lâm Hiên đều bị năng lượng hủy diệt đánh chúng mấy lần, thương thế chậm rãi tích lũy, tình huống lại bắt đầu không ổn. Nhưng mà, Lâm Hiên đã không có đế huyết để thiêu đốt, hiện tại, hắn chỉ một lòng bỏ chạy. Hắn vẫn ôm lấy hy vọng, chỉ cần gặp được đế tử Minh hoặc là đế tử Thiên, tình thế của hắn sẽ nghịch chuyển. Nhưng mà, thời gian ngày từng ngày trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có gặp được đế tử Minh hay đế tử Thiên, nơi này quá rộng lớn, muốn tình cờ gặp được hai người kia, khả năng gần như bằng không. Nửa tháng sau, Lâm Hiên lại tuyệt vọng, thương thế của hắn nặng tới mức không thể áp chế được. Lần này bị năng lượng hủy diệt đánh chúng và tích lũy tạo thành, loại năng lượng tầng thứ cao khủng bố kia có lực phá hoại quá lớn, hơn nữa còn vô cùng ngoan cố, cực kỳ khó thanh trừ, trừ khi hắn vận công ngăn chặn mà không bị quấy dày, muốn hoàn thành trong chiến đấu là nhiệm vụ không thể nào. Trên người hắn đầy vết thương, có nhiều chỗ đã thấy xương, hắn tùy thời có khả năng ngã xuống. Nhưng thế hệ hoàng kim chính là thế hệ hoàng kim, Lâm Hiên khát vọng với in mệnh đã hóa thành ý chí chiến đấu, cho nên hắn có thể kiên trì rất lâu. Lăng Hàn cũng cảm thấy bội phục, ở phương diện ý chí lực, Lâm Hiên thật cứng cỏi. Đáng tiếc, hắn không có khả năng bởi vậy mà buông tha đối thủ. Nên kết thúc, hắn xông tới, thần niệm bộc phát, hưu hưu hưu, 14 đạo quy tắc hóa thành thần binh xuất hiện, chúng chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên liều chết chống cự, nhưng chiến lực của hắn đã giảm xuống lần nữa, hắn vẫn bị một đạo quy tắc trong đó đâm chúng, hắn kêu la thảm thiết, một cánh tay bị chém đứt. Lăng Hàn lại xuất ra một quyền, bành, Lâm Hiên liều mạng chống cự, nhưng hắn bị mất một tay nên không thể ứng phó hết, hắn đã bị một quyền của Lăng Hàn xuyên thủng lồng ngực. Phốc, nắm đấm của Lăng Hàn trực tiếp xuyên qua lồng ngực Lâm Hiên, Năng lượng hủy diệt bộc phát, trong nháy mắt đã chôn vùi toàn bộ sinh cơ của Lâm Hiên. Lâm Hiên mở to hai mắt, hắn ngạc nhiên và sợ hãi. Hắn thực sự chết rồi, chẳng phải hắn có thế tử phù đấy sao? "Ngươi." Hắn chỉ nói ra một chữ, sau đó hắn ngã xuống đất. Lăng Hàn thở dài một hơi, thế hệ hoàng kim thật sự khó giết, hắn cần phải tiêu hao thời gian nửa tháng mới có thể mài chết đối phương. Nhưng hắn cũng xử lý Lâm Hiên, cũng xả được ác khí. Hắn tìm kiếm trên thi thể Lâm Hiên, tìm được mấy món pháp khí không gian, bên trong có vài gốc tiên dược đạt đến lục tinh, đúng là thứ hắn cần. Nhất định là tiên dược bị Lâm Hiên chiếm được lúc trước, nhưng hắn đã là tôn giả, đương nhiên không cần tiên dược lục tinh, nhưng tiên dược quý giá như thế, hắn cũng không lãng phí, cho nên sẽ thu lại. Kết quả hiện tại lại tiện nghi Lăng Hàn, người cuối cùng vẫn làm chuyện tốt, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không lập tức phục dụng tiên dược, hắn gấp rút lên đường. Hắn vốn là người đi vào đầu tiên, nhưng bây giờ vì truy sát Lâm Hiên, hắn đã bỏ ra thời gian nửa tháng, hiện tại đã bị nhiều người vượt mặt. Hắn nhắm chuẩn một hướng và tiến lên, qua 7 ngày sau, trước mặt xuất hiện một cung điện. Hắn đi tới cửa, hắn nhìn thấy ba chữ kim bằng điện. Lăng Hàn hết sức tò mò, nơi này do ai xây. Nhưng trước đó có lão giả áo xám xây mộ địa, mai táng năm tháng, nơi này lại xuất hiện một tòa kim bằng điện cũng không có gì kỳ quái. Hắn tiến vào cung điện, lần này hắn không bị tước đoạt lục cảm, đây là một tòa cung điện hùng vĩ, bốn vách tường, trần nhà, mặt đất đều vẽ từng đầu kim bằng, sinh động như thật. Những kim bằng lớn nhỏ khác nhau, động tác cũng khác biệt, có dương cánh bay cao, có vồ mồi, có ngủ say, sau khi lăng hàn đạp lên mấy bước về và dẫm vào một con kim bằng dưới chân, một đạo kim quang xuất hiện, kim bằng sống lại. Kim bằng gào thét và tấn công lăng hàn, lăng hàn nghênh đón, kim bằng có chiến lực cường đại, chiến lực vượt qua hắn không chỉ một bậc. Hắn còn muốn giết ra ngoài, nhưng khi sông lên lại kích hoạt càng nhiều kim bằng. Lăng Hàn vội vàng lui, hắn xông ra ngoài, bởi vì ở lại chính là tìm đường chết. chương 4914, Kim Bằng Điện, Lăng Hàn vô cùng chật vật trốn ra khỏi cung điện. Hắn đã đủ mạnh, nhưng những kim bằng này đều là cấp bậc giáo chủ cửu tinh, hoàn toàn có thể so sánh với thế hệ hoàng kim. Nếu hắn không sử dụng át chủ bài, Lăng Hàn không có biện pháp ngang hàng, huống chi là một đống. Cho nên, hắn không thể xông vào nơi này. Lăng Hàn đi đến cửa cung điện, vừa rồi hắn dẫm lên đồ án kim bằng mới như vậy, hắn bay qua thì sao? Chân hắn đạp hụt khí, cho nên hắn rơi xuống đất. Nhưng hắn không bước ra mấy bước, chỉ thấy kim quang lóe sáng, lại có một đầu kim bằng bay ra khỏi mặt đất và tấn công Lăng Hàn. Khốn kiếp, ta không dẫm lên đúng không? Lăng Hàn thở dài, quả nhiên không thể dễ dàng thông qua nơi này. Hắn chiến đấu với kim bằng, lại vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hàn quyền phát động, hắn toàn lực ứng phó. Nhưng mà hắn lại phát hiện, kim bằng sẽ không bị thương hắn hiện tại muốn giết thế hệ hoàng kim cấp bậc giáo chủ cửu tinh hắn chỉ có thể dựa vào năng lượng hủy diệt mài từng chút từ đó làm thương thế đối thủ không ngừng tăng lên cuối cùng không thể vãn hồi nhưng mà kim bằng sẽ không bị thương nó luôn bảo trì chiến lược mạnh nhất lăng hàn làm thế nào hắn không thể không lui ra ngoài tái chiến cũng không có ý nghĩa cho dù xông qua hay bay qua đều không được lăng hàn lại tới cửa cung điện và cẩn thận quan sát không có đạo lý không thể thông qua hắn chưa tìm ra quy luật mà thôi lăng hàn cẩn thận quan sát hắn thu tất cả đồ án vào mắt mấy phút đồng hồ sau hắn nhắm mắt lại trong đầu có vài bước đồ án sống lại một con kim bằng bay trong thức hải của hắn một lúc sau hắn mở to mắt nhìn trần nhà nhìn chung quanh một chút lại nhìn vào mặt đất hắn dần dần tươi cười thì ra là thế nếu hợp đồ án hai bên trái phải vừa lúc là hình ảnh kim bằng săn bắn nếu như đi trên con đường này hắn sẽ bị công kích hắn sẽ biến thành con mồi nhưng cũng có đồ án kim bằng nghỉ ngơi đứng trên tiết điểm như thế, hắn sẽ an toàn. Hẳn là như thế, hắn bước ra một bước, hắn dẫm vào một viên gạch, hiển nhiên, hắn bình an vô sự. Hắn lại đi, một bước lại một bước, hắn đi trên các tiết điểm an toàn. Quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác, lăng hàn không ngừng tiến lên, hắn bỏ ra chút thời gian, hắn đi tới cuối cung điện và đi ra ngoài. Hắn lại đi mấy bước, hắn rời khỏi cung điện, a à, không có tốt gì sao, lăng hàn nhíu mày, hoặc nói hắn thông qua quá muộn, cho nên chỗ tốt đã không có phần của hắn rồi. còn tốt, hắn giết Lâm Hiên, đạt được mấy cây tiên dược lục tinh, nếu không hắn sẽ thua thiệt muốn chết. đi, hắn tăng tốc tiến lên, thân thể lướt đi như bay, hắn nhanh chóng lao lên phía trước. liên tiếp, núi non sông ngòi bị hắn để lại sau lưng, phượng dược thiên tường bộc phát tốc độ khó có thể hình dung. a, à, hắn nhìn thấy phía trước có năng lượng xô trào, chẳng lẽ là khu vực bị năng lượng nồng đậm bao phủ? lang hàn bay đi, ánh mắt nhìn thoáng qua hắn phát hiện có hòn đá phát ra khí tức nhưng cũng không phải năng lượng ngọc thạch hắn đạt được lúc trước, tảng đá kia đen như mực, nó phát ra khí tức như lưỡi đao, cho dù khoảng cách rất xa, Lăng Hàn vẫn cảm giác được cảm giác đau nhói. Trên đỉnh của khối đá này lại sinh ra một gốc thực vật đen nhánh, nó nhở ra đóa hoa đỏ thẳm lớn như bàn tay. Dưới tảng đá có vài người, Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La, Thủy Nhất, Vạn Đảo, Phá Thiên, Đinh Thụ, mấy người mạnh nhất trong thế hệ trẻ đều tụ tập tại đây. Cảm ứng được Lăng Hàn tiếp cận, bảy người này nhìn nhau, làm phát hiện người tới là Lăng Hàn, ánh mắt mọi người co giật. Lăng Hàn quá yêu nghiệt, có thể gọi là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Nha, các vị đều ở nơi này, Lăng Hàn phất tay lên tiếng chào, người tới thật đúng dịp, vạn đạo nói đầu tiên, như thế nào, Lăng Hàn nhìn về phía đinh thụ, huyền mạc thạch lực phá hoại sắp suy yếu, người xuất hiện thật đúng lúc. Đinh thụ nói, ai, người tranh đoạt thiết mặc hoa lại nhiều hơn một người. Thiết mặc hoa, lang huynh mạnh như vậy ta đề nghị chúng ta đề nghị liên thủ đá hắn đi được chứ dương dịch hoàn nói tốt hà la lập tức gật đầu hắn cười khanh khách đồng ý đồng ý đám người đinh thụ vạn đạo gật đầu đồng ý không nghĩ tới cho dù là phong diệu lăng cũng gật đầu lang hàn nhìn về phía đinh thụ hắn thở dài đây thật là tiểu đệ của mình sao lang huynh không có biện pháp ngươi quá mạnh nếu không liên thủ đá ngươi trước không ai có thể tranh với ngươi Dương Dịch Hoàn mỉm cười nói: "Đương nhiên, đây là lấy cớ. Đám người này đều là thiên tài đỉnh cấp trong thiên hạ, có người nào không tràn ngập lòng tin vào mình?" Lang Hàn thở dài: "Các người đấy, dù sao cũng là thiên kiêu mạnh nhất thiên hạ, tại sao cứ nhắm vào ta?" Ha ha, bảy người Dương Dịch Hoàn chỉ cười, không có ai thay đổi chủ ý. Vì cái gì không có người nào nói cho ta biết thiết mạc hoa là cái gì? Lang Hàn cười nói: "Nếu không có tác dụng gì, không cần các người đuổi, ta sẽ tự rời đi." vậy ngươi đi thôi nó không có tác dụng gì với ngươi thủy nhất cười nói ai nói như vậy thật vô vị lăng hàn lắc đầu bên trong thiết mặc hoa ẩn chứa tiên khí còn là phẩm chất cao nhất rốt cuộc phong diệu lăng cũng nói ra sự thật lăng hàn giật mình khó trách người tham gia đế lộ vài lần như dương dịch hoàn cũng bị hấp dẫn tiên khí phẩm chất cao nhất đấy hắn nhoẻn miệng cười thật xấu hổ xem ra phải tranh tài một hồi tới đi hắn hào khí ngất trời bảy người trước mặt đều là thiên kiêu mạnh nhất đương thời, trong tình huống cùng dai, cho dù là thế hệ hoàng kim cũng không cách nào đối kháng với bọn họ. Hiện tại, Lăng Hàn dùng một mình đấu bảy người, đổi thành ai cũng không tin, nhưng mà, Lăng Hàn lại bộc phát chiến ý ngập trời, hắn chỉ muốn đánh một trận thật thống khoái. Dương Dịch Hoàn xuất thủ đầu tiên, hắn lao tới tấn công Lăng Hàn. Thủy nhất, vạn đạo theo sát phía sau, bọn họ bộc phát chiến lực cực mạnh. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn ngăn cản đối thủ, Bị ba thiên tài mạnh nhất vây công, Lăng Hàn cũng không dám giấu dốt, Hàn quyền phát động, chiến ý của hắn mênh mông như biển. Cái gì, đã đi ra con đường của mình? Phong Diệu Lăng và Hà La đều kinh hô, cho dù bọn họ đã nhiều lần chém tu vi trùng tu, nhưng vẫn không chạm tới con đường của mình, cũng không tìm ra con đường của bản thân. Nhưng mà, Lăng Hàn lại làm được. Ha ha, Lăng Huynh, đến chiến. Thủy nhất cùng vạn đạo cười to, thế công biến hóa. Chiêu thức của bọn họ không hề câu nệ vào đế thuật nào, mà là cực kỳ linh động, nắm giữ ý chí của mình. Bởi vì đây là võ đạo của bọn họ. Chương 4915, thiên kiêu mạnh nhất loạn chiến. Cái gì? Phong Diệu Lăng, Hà La giật mình, mà Dương Dịch hoàn nhe răng, không nghĩ tới trừ Lăng Hàn ra lại xuất hiện hai yêu nghiệt nắm giữ con đường của mình. Trời ạ, à, tại sao bọn họ lại xuất thế ở thời đại này? Có ai nghĩ tới, cấp giáo chủ đã sớm nắm giữ võ đạo của bản thân, hơn nữa không chỉ một mình Lăng Hàn, còn có Thủy Nhất, còn có Vạn Đạo Lăng Hàn cười một tiếng, sát khí xung kích phát động tấn công hai người này. Ông, hắn lập tức phát hiện, dương dịch hoàn không chịu sát khí xung kích ảnh hưởng, hắn có bí bảo chống cự công kích như vậy, mà Thủy Nhất cùng Vạn Đạo đều vận dụng thần thức đối kháng. Một đấu một, khẳng định là thần niệm của Lăng Hàn mạnh hơn, nhưng hắn nhất tâm tam dụng, muốn đồng thời oanh kích ba người, uy lực của sát khí xung kích sẽ nhỏ đi một chút, Thủy Nhất cùng Vạn Đạo khó khăn lắm mới có thể hóa giải. Kể từ đó, ba người đều hiểu ngầm lẫn nhau chỉ sợ đối phương có lai lịch như mình, muốn tu ra thần thông như sát khí xung kích, như vậy vào phàm thể phải lợi dụng vị diện trong người đột phá, mà trừ bá chủ nguyên thế giới, có ai làm được. Quả nhiên, Lăng Hàn đạt được chứng minh, Thủy Nhất cùng vạn đạo cũng là bá chủ nguyên thế giới. Ân, sau khi đánh xong, hắn có thể trao đổi hủy diệt linh đồ với bọn họ. Bốn người đại chiến, mặc dù Thủy Nhất của vẹp vạn đạo đều là đi ra con đường của mình, nhưng rõ ràng vừa mới cất bước, còn lâu mới có thể so sánh với Lăng Hàn bọn họ chỉ mới đi năm sáu bước lăng hàn đã đi hơn trăm bước bởi vậy mặc dù là đánh ba nhưng lăng hàn vẫn không lâm vào hạ phong ha ha ta cũng tới tham gia náo nhiệt hà la cười lớn hắn gia nhập chiến đoàn chiến ý của hắn ngập trời thời đại này lại có ba người đi ra con đường võ đạo của bản thân từ đó hắn cảm thấy áp lực cực lớn và kích thích hắn muốn đánh một trận thật oanh liệt nói không chừng có thể đạt được đốn mộ phong diệu lăng đinh thụ phá thiên cũng gia nhập chiến đấu làm cho ba lão thiên tài dương dịch hoàn khiếp sợ là hai người đinh thụ phá thiên cũng nắm giữ con đường võ đạo của bản thân mẹ nó bọn họ khiếp sợ tới cực điểm tại sao có tới năm tên thiên tài như thế ngay từ đầu là bảy đánh một nhưng đánh nhau lại biến thành hỗn chiến bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp không ai chịu phục người nào hơn nữa bảy đánh một không gian có hạn khó tránh khỏi sẽ va chạm lẫn nhau đụng chạm đụng chạm khó tránh khỏi sẽ va chạm ra chiến hỏa trang diện càng hỗn loạn hiện tại mỗi người đều xem đối phương là địch chiến lược bộc phát hoàn toàn căn bản không có cố kỵ hả bọn họ đều có thể nói là cường giả đỉnh cấp trong giáo chủ bọn họ mẫn cảm phát hiện huyền mặc thạch phát ra khí tức đang yếu bớt có thể hái thuốc trước đó này khí tức tràn đầy sát cơ bọn họ không dám tới gần nếu không sẽ bị gọt chết nhưng bây giờ khí tức yếu bớt nói rõ thời cơ đã thành thục có thể ngắt lấy thiết mặc hoa oanh 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 bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt mỗi người đều thi triển tất cả tài năng đúng là có người mạnh hơn, không có biện pháp, mọi người cảnh giới không có khả năng giống nhau như đúc, nhưng mặc cho người mạnh hơn, bị hai ba người vây công nhắm vào cũng không có biện pháp. Cho nên, mỗi người đều kiềm chế, không có khả năng phá vây, cũng khó có thể ngắt lấy gốc tiên dược kia. Đánh tới lúc này, mỗi người đều đánh ra lửa giận. Bọn họ đều là thiên kiêu mạnh nhất thời đại, lần nào cũng tràn ngập lòng tin vào mình, đều cho rằng mình lực áp quần hùng, trổ hết tài năng, bởi vậy, bọn họ cũng ước định với nhau. Thiết mạc hoa có giá trị kinh người, nhưng không có bảo vật như vậy, bọn họ cũng có thể liên tiếp tiến lên, nhưng bây giờ có thể lực áp quần hùng, đó là cảm giác thành tựu khó có thể hình dung. Theo bọn họ nghĩ, đây là lần diễn thử tranh đoạt đế vị, tương lai, tám người bọn họ sẽ là người cạnh tranh mạnh nhất trên con đường thành đế. Cho nên, bọn họ đều không chịu thua, đều muốn giết ra khỏi trùng vây. Bát tiên quá hải, các lộ hiển thần thông, sau khi đánh nhau, đinh thụ, phá thiên đều vận dụng năng lượng hủy diệt, nhưng thủy nhất cùng vạn đạo lại không có, từ đó Lăng Hàn hoài nghi, mặc dù bọn họ là bá chủ nguyên thế giới nhưng không thu hoạch được hủy diệt linh đồ. Cũng đã đủ rồi, Lăng Hàn không hề ham chiến, hắn thét dài một tiếng và cường thế phá vây. Hắn vận chuyển phượng dực thiên tường, hắn tiến lên cực nhanh, hỏa diếm cuồn cuộn ép đám người chung quanh lui ra sau, hơn nữa còn tạm tránh mũi nhọn. Môn thân pháp này chính là đế thuật, nắm giữ lực công kích siêu cường, thuộc về bí thuật mạnh nhất của chân hoàng, làm sao có thể không lợi hại. Hơn nữa, nhanh, xeo, lăng hàn hóa thành hỏa diễm lướt đi. Bảy người dương dịch hoàn đều hét lớn một tiếng, sau đó ra sức đuổi theo lăng hàn, mỗi người đều đánh ra kỹ pháp mạnh nhất, tất cả đều muốn ngăn cản lăng hàn. Thiết mặc hoa là việc nhỏ, nhưng ai có thể trổ hết tài năng hái được tiên dược sẽ nắm được đại nghĩa. Thế nhưng mà so tốc độ, có thân pháp nào sánh bằng phượng dược thiên tường. Lăng hàn một ngựa tuyệt trần lao lên đỉnh tảng đá, hiện tại tảng đá phát ra khí tức yếu đi rất nhiều, nhưng nó vẫn có lực sát thương rất mạnh và hóa thành tia sáng thực chất nó giống như con nhím gai đang dựng gai hơn nữa không phải đứng im bất động mà là tùy thời biến hóa lăng hàn nhất định phải xông vào nhưng nếu bị tia sáng cắt chúng hắn có hối hận cũng không kịp bảy người dương dịch hoàn cũng giống như thế vừa đuổi theo vừa tránh né tia sáng đến cuối cùng vẫn là tốc độ của lăng hàn nhanh nhất hắn tung người nhảy lên tảng đá lớn đang muốn đưa tay ngắt lấy đột nhiên lại có một bàn tay bắt lấy thiết mặc hoa hà cũng không phải bảy người bọn họ, mà là có người thừa dịp loạn xuất thủ. Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển năng lượng hủy diệt, một quyền hoành kích. Oanh, tay của đối phương cũng sinh ra năng lượng màu đen, cũng giống Lăng Hàn như đúc. Bành, Lăng Hàn và người này va chạm với nhau, hắn cảm thấy lực phản chấn khổng lồ làm cánh tay tê dại. Nhưng đối phương cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng nhe răng nhếch miệng. Lăng Hàn không có thời gian để lãng phí, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp bao phủ đỉnh đầu và vươn tay. Đối phương chặn đường, nhưng công kích đánh vào hỗn độn cực lôi tháp nên vô công. Lăng Hàn nhân cơ hội hái thiết mạc hoa, hắn trực tiếp thu vào bên trong hỗn độn cực lôi tháp, sau đó hắn rút lui và thoát ra khỏi tảng đá. Thấy thiết mạc hoa đã bị Lăng Hàn hái đi, mấy người dương dịch hoàn cũng ngừng công kích, tất cả đều nhìn về kẻ vừa xuất hiện. Đó chính là một nữ tử, nàng dáng người thon gầy, vòng eo nhỏ nhắn, thân mang váy dài bó sát người, cũng khắc họa đường cong uyển chuyển của bản thân. Thiên tiên tuyệt sắc, vào lúc nhìn rõ dung mạo của nàng, mỗi người đều nói thầm trong lòng, nhưng mà nữ tử này không có yếu đuối, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ có đường cong rõ ràng, khí khái hào hùng nổi liếm, càng có bá khi khó nói thành lời, nàng có phong thái nữ đế. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn, trong mắt mang theo kinh ngạc, dường như đang kỳ quái Lăng Hàn có thể vận dụng năng lượng hủy diệt. chương 4916, Bảy Đại Chúa Tể Mỹ nữ, phương danh xưng hô như thế nào? Đinh Thụ là người đầu tiên mở miệng, nữ tử nhìn lướt qua đám người, cũng khẽ hé môi son, nói. Thủy Thanh Sưởng, nha, náo nhiệt như vậy, ta tới chậm một bước hay sao? Lời này rất đáng ăn đòn, lại thấy tỉnh hạo nhiên lướt tới và đáp xuống. Hắn có bản tính tự tìm đường chết, hắn ném mị nhãn với phong diệu lăng cùng Thủy Thanh Sưởng. Hai vị tiểu thư tỷ thật xinh đẹp, ban đêm có hứng thú ăn tối với ta hay không? Cút, phong diệu lăng cùng Thủy Thanh Sưởng đồng thời xuất thủ, oanh, công kích hóa đáng sợ thành thủy triều mãnh liệt. Tỉnh hạo nhiên vội vàng tránh né, tránh thoát một kích này, sau đó vỗ ngực, một cái giống như chút được gánh nặng may mắn ta vẫn luyện tập thuật bỏ chạy bằng không sẽ lỗ nặng tất cả mọi người im lặng người đề tiện như vậy tại sao không chết đi đúng là người tốt sống không lâu người xấu sống ngàn năm đến tái chiến hà la hào khí ngất trời hắn là người đầu tiên lao tới tấn công lăng hàn loạn chiến lại bắt đầu lần này không còn thiết mặc hoa mọi người chiến đấu càng thuần túy ta là mạnh nhất thú vị tỉnh hạo nhiên cười cười hắn cũng gia nhập chiến đấu một bên khác, Thủy Thanh Sưởng cũng do dự một chút, nàng cũng giết vào. Trước đó 8 người hỗn chiến đã đủ loạn, hiện tại biến thành 10 người, càng làm cho người ta khiếp sợ là, cho dù là tỉnh Hạo Nhiên hay Thủy Thanh Sưởng, bọn họ đã tìm ra võ đạo của bản thân. Việc này làm ba người Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng giật mình, càng có xúc động mua đậu hủ đập chết bản thân. Bọn họ tự xưng là thiên tài, cũng không đặt thế hệ hoàng kim vào mắt, so sánh với bảy người lăng hàn, bọn họ biến thành nhược trí không biết xấu hổ xem thường người sao. Càng nhiều người, hỗn chiến càng nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết sẽ có bao nhiêu đạo công kích nhắm vào mình. Bởi vậy, đánh lấy đánh lấy, chiến đấu từ từ bảo thủ, tất cả mọi người đều lấy phòng ngự làm chủ. Kể từ đó, đánh tiếp cũng không có tác dụng. Lăng Hàn ngưng chiến đầu tiên, những người khác lần lượt rút ra khỏi chiến đấu, cuối cùng, tất cả mọi người đều dừng tay. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng sinh ra cảnh báo, nơi này 10 người, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trên đế lộ tương lai, cái gì thế hệ hoàng kim, tất cả đều ỷ vào tu luyện sớm vài năm, cho nên mới nắm giữ ưu thế cảnh giới, đánh nhau cùng cấp, ha ha. Nếu người ngoài nghe được lời bình này, khẳng định sẽ nói bọn họ điên rồi. Thế hệ hoàng kim không phải đại danh từ mạnh nhất hay sao, hiện tại lại bị người khác xem thường. Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Thanh Sưởng, cười nói, trao đổi một chút, có thể, Thủy Thanh Sưởng gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Lăng Hàn nói có ý gì còn có ta, tỉnh hạo nhiên nhấc tay nói, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, gia hỏa này không chỉ là chúa tể nguyên thế giới, hắn còn nắm giữ một góc hủy diệt linh đồ. Việc này cũng làm Lăng Hàn cảm thán không thôi, tại sao một người như thế lại trở thành chúa tể nguyên thế giới? Đám người đinh thụ kích động, bọn họ đã biết rõ Thủy Thanh Sưởng, tỉnh hạo nhiên chính là chúa tể nguyên thế giới, nắm giữ một góc hủy diệt linh đồ. Nhưng bọn họ không gấp, giống như đinh thụ đã trao đổi với phá thiên, mà Thủy nhất cùng vạn đạo lại thất lạc, Cùng là chúa tể nguyên thế giới, bọn họ lại không nắm giữ năng lượng tầng thứ cao cường đại như thế. Rất lại phía sau, Lăng Hàn cùng Thủy Thanh xưởng trao đổi hủy diệt linh đồ, tất cả đều tu luyện. Chúa tể nguyên thế giới đều có ngộ tính hơn người, dù sao cũng là thiên tài trổ hết tiền năng trong vô số vị diện, có thể không thông minh sao? Qua gần nửa ngày, bọn họ đều đứng lên, cũng trao đổi hủy diệt linh đồ trở về. Lăng Hàn lại tìm Tỉnh Hạo Nhiên, tiến hành trao đổi lần nữa. Lúc trước rất đáng tiếc hai người cũng không có dùng tới át chủ bài cho nên không ai biết rõ lai lịch của đối phương cũng giống như mình qua gần nửa ngày lăng hàn hài lòng rời đi về phần thủy thanh xưởng đinh thụ bọn họ muốn trao đổi làm sao việc này không liên quan tới hắn tám góc linh đồ lăng hàn hưng phấn chỉ cần lại được một góc hắn sẽ có hủy diệt linh đồ hoàn chỉnh đến lúc đó năng lượng hủy diệt có thể phát huy ra uy lực cỡ nào hắn nhìn lướt qua dường như dương dịch hoàn phong diệu lăng hà la thủy nhất vạn đạo đều biết việc không liên quan tới mình, bọn họ rời đi trước. Đi, hắn phát động thân pháp tìm nơi yên tĩnh, sau đó bắt đầu luyện hóa tiên dược. Trước đó hỗn chiến làm hắn hiểu ra, mặc dù thiên phú của hắn yêu nghiệt vô song nhưng cảnh giới đã rớt lại phía sau, giống như phá thiên, thủy thanh sưởng đều là đạt đến giáo chủ tứ tinh. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng gia tăng tu vi lên. Không tính lão quái vật như đám người phong diệu lăng, đinh thụ, thủy thanh sưởng là chúa tể nguyên thế giới, trình độ yêu nghiệt chỉ kém hắn một ít, đều có hy vọng thành đế cứ nhìn vào lịch sử thì biết có chút người thành đế không phải thiên tài mạnh nhất thời đại đương nhiên cũng không yếu chỉ hơi kém một chút cuối cùng cơ duyên nghịch thiên nên vượt qua vào thời khắc cuối cùng cho nên hắn không thể khinh thường nếu không bởi vì chính mình lười biếng mà bỏ lỡ đế vị khi đó hắn không có cửa hối hận hắn bắt đầu luyện hóa tiên dược lục tinh của lâm hiên một sợi tiên khí yếu ớt bị hắn lấy ra tẩm bổ đạo quả thụ đồ chơi này chuyên ăn tiên khí Trước đó Lăng Hàn sử dụng bí lực tưới tiêu, nó không có chút phản ứng gì, nhưng tiên khí tẩm bổ, nó lại phát triển cực nhanh. Nhưng mà, tiên khí chỉ có một tia, cho nên đã bị ăn sạch. Lại ăn, Lăng Hàn ăn gốc tiên dược thứ hai, hắn lại lấy được một sợi tiên khí, sau đó bị tiêu hóa sạch sẽ. Lúc này, hắn trừ thiết mặc hoa ra, hắn đã luyện hóa gốc tiên dược sau cùng, đạo quả thụ đã lớn lên, đã nở ra đóa hoa to như quả đấm, sau đó héo tàn cực nhanh, kết ra một quả trái cây nhỏ trái cây này lớn như hạt đào lại có hình tròn phía trên có sợi tơ màu vàng một sợi tơ nói rõ hắn là giáo chủ nhất tinh lăng hàn khóc không ra nước mắt hắn trả cái giá lớn như thế hiện tại chỉ tương đương giáo chủ nhất tinh vậy hắn trước đó tính là gì hắn thở dài sau đó lấy thiết mặc hoa ra ăn hương vị không tốt lăng hàn vừa ăn vừa phê bình nhưng mặc dù hương vị không tốt hắn cũng không lãng phí cũng nuốt cả dễ vào bụng may mắn võ giả thể chất tốt bằng không ăn vào sẽ đau bụng Lăng Hàn phát hiện chính mình có dấu hiệu giống như tỉnh hạo nhiên, hắn vội vàng nuốt nước bọt. Oanh, lần này thật lợi hại, tiên khí hóa thành một con phượng hoàng màu bạc, nó dương nhanh múa vuốt, giống như không cam tâm bị Lăng Hàn luyện hóa, muốn giết ra ngoài. Hắc hắc, tiến vào thân thể của ta, người còn muốn quát tháo. Lăng Hàn vận chuyển đế kinh cường lực trấn áp dược lực. Chỉ chốc lát, phượng hoàng màu bạc đã ngoan ngoãn, từng tia từng tia tiên khí chảy ra và bị hắn hấp thu chương 4917, Giáo chủ nhị tinh. Trong thức hải, đạo quả thụ không còn trưởng thành, nhưng đạo quả lại biến lớn nhanh chóng. Sợi tơ màu vàng trên quả càng đậm, cuối cùng, nó đã không còn biến hóa. Lăng Hàn phát hiện, rõ ràng còn có tiên khí nhưng đạo quả thụ lại không hấp thu. Làm gì, ghét bỏ sao? Không phải, Lăng Hàn lắc đầu, bởi vì hắn đã đạt tới giáo chủ nhất tinh đỉnh phong, cho nên, hiện tại hắn cần đánh vỡ bình chướng giáo chủ nhị tinh, khi đó hắn có thể tiếp tục hấp thu tiên khí và tăng lên. Không có việc gì, ngược lại tiên khí đã bị khóa trong cơ thể, trong thời gian ngắn khó biến mất. Lang Hàn bắt đầu xung kích giáo chủ Nhị Tinh, việc này cần lĩnh ngộ thiên địa đạo tắc, cũng là chất dinh dưỡng của đạo quả thụ. Nói đến ngộ tính, hắn tự nhiên không thiếu, hai tay ấn vào hư không, đạo tắc hiện hình và bị hắn bắt giữ. Cảm giác hiểu ra bao phủ Thức Hải, hắn cũng tươi cười vui vẻ. Oanh, trong Thức Hải, đạo quả thụ trưởng thành thật nhanh sau khi cao thêm một phần ba mới dừng lại mà đạo quả phía trên có sợi tơ thứ hai nó tối hơn sợi tơ đầu tiên rất nhiều nhị tinh bởi vì còn có tiên khí lăng hàn tự nhiên tiếp tục hấp thu được tiên khí tẩm bổ đạo quả không ngừng trưởng thành thẳng đến khi tiêu hao hết tiên khí sợi tơ màu vàng thứ hai chưa đạt tới cực hạn nói cách khác hắn cách giáo chủ nhị tinh đỉnh phong một đoạn tốc độ này đã rất nhanh nhìn bên ngoài hắn cũng chỉ có thể bằng vận khí nắm giữ tiên khí trong không gian cơ hội đó lóe lên rồi biến mất, có lẽ 100 năm, có lẽ 1.000 năm, thậm chí càng lâu, lúc đó hắn mới tiến thêm một bước nhỏ. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, sau đó hắn xuất quyền. 15 đạo quy tắc, hắn kinh ngạc, thời điểm ở giáo chủ nhất tinh, một kích của hắn đánh ra 14 đạo quy tắc, nhưng bước vào nhị tinh, tiến bộ nhỏ như thế. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường giáo chủ đến cửu tinh đánh ra một kích chỉ là 9 đạo quy tắc, hắn có gì phải oán hận. Cơ sở của ta quá tốt, cho nên, thời điểm tiến vào giáo chủ cũng có thể nghiền ép giáo chủ cửu tinh bình thường. Lăng Hàn gật đầu, nhưng mà, trời cao cũng công bằng, không có khả năng cho phép hắn mạnh không có thiên lý. Ai, Lăng Hàn lắc đầu, hắn cho rằng sau khi bước vào nhị tinh, hắn có thể treo lên đánh đám người dương dịch hoàn, kết quả tiến bộ chỉ có hạn. Còn tốt, lực lượng tăng lên hết sức rõ ràng, rốt cuộc hắn cũng có cảm giác thành tựu sau khi đột phá. Tiếp tục đi tới, hắn đã chế nải mấy ngày, có lẽ đã rất lại phía sau người khác rất nhiều. Lăng Hàn lướt đi, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, hắn chỉ có thể cố gắng rút ngắn khoảng cách. Ba ngày sau đó, phía trước xuất hiện một tòa cung điện. A, à, vì sao người trên đế lộ thích tạo cung điện như vậy? Lăng Hàn đi tới cửa cung điện, hắn nhìn thấy ba chữ Hỏa Hổ Điện. Nghĩ đến kim bằng điện trước đó, sau khi đi vào, có phải đồ án lão hổ đầy đất. Hắn nuốt nước bọt và đi vào cung điện, a, à, hắn kinh ngạc, vách tường và mặt đất sạch sẽ, cũng không có đồ án nhưng trong đại điện này lại có một con hỏa hổ đang ngủ, mỗi khi hô hấp đều có hỏa diễm bay ra khỏi mũi, hóa thành hai con hỏa long thật dài, sau đó khẽ hấp, hỏa diễm lại bị bắt trở về. Cảm giác này giống như đứa bé chơi nước mũi, hút vào lại phun ra. Không được, ta không thể đi lên con đường vô sỉ như thế. Lăng Hàn nhe răng, hắn cảm giác mình càng ngày càng giống tỉnh hạo nhiên, sẽ bị người người kêu đánh. Hắn nhìn sang lão hổ, sau đó hắn ước định chiến lực. Cảm giác là giáo chủ cửu tinh, nhưng chiến lược thế nào, ta phải đánh mới biết Lăng hàn lại bước tới Ông, nhưng lại phát động cái gì đó Đột nhiên lão hổ tỉnh lại Mở to mắt, nó nhìn chầm chầm về phía lăng hàn Tiểu bất điểm Người đang khiêu kích bản vương sao Lão hổ nói như nổ vang Trực tiếp vang vọng trong thức hải của lăng hàn Dường như sắp đánh nổ thức hải của hắn Lão hổ không phải sinh linh chân chính Lăng hàn âm thầm gật đầu Như vậy mới hợp lý Nếu không có thể sống mấy ngàn vạn năm Làm sao có thể chứ chiến thắng ngươi mới có thể thông qua nơi này sao? Lăng Hàn hỏi, ha ha, chỉ cần có thể ngăn một chiêu cậu bản vương, ngươi có thể rời đi. Hỏa diếm cự hổ nói, nhưng ngươi ngăn cản càng nhiều, bản vương sẽ an bài cho ngươi thông đạo càng ngắn. Ha ha, ngươi phải biết, có thông đạo không đi một năm nửa năm thì đừng mơ tưởng đi ra. Lăng Hàn gật đầu, nói, vậy thì mời hổ vương đại nhân chỉ điểm một hai. Hai chữ hổ vương chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa của lão hổ, lão hổ vô cùng hưởng thụ, nói. Ta thấy ngươi rất thức thời, cho dù ngươi thông qua cấp độ nào, bản vương cũng để cao quy cách cho ngươi." Đa Tạ Hổ Vương đại nhân, Lăng Hàn ôm quyền, nói một hai câu nịnh nọt cũng không chết ai. "Tới đi." Hỏa diếm Cự Hổ nói. Lăng Hàn giết ra ngoài, oanh, Hàn quyền phát động, hắn bộc phát toàn bộ chiến lực. "A, à, lão hổ cũng xứng sờ, không nghĩ tới chiến lực của Lăng Hàn kinh người như thế. Nó làm thủ quan ở nơi này, thực lực của nó rất tiêu chuẩn, nhưng mà, đối với tôn giả cùng giáo chủ nó không có khả năng đối xử như nhau, chiến lược khẳng định sẽ điều chỉnh tương ứng, bảo đảm có thể áp chế đối thủ, nhưng lại không đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Thế nhưng mà, chiến lược của Lăng Hàn mạnh tới mức làm nó kinh hãi. Khá lắm tiểu bất điểm, hắn cảm thán một câu, sau đó vươn vốt tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn vùng quyền chống đỡ, 15 đạo quy tắc bộc phát và sáng ngời như hoa. Oanh, một kích liều mạng, Lăng Hàn nhe răng, lão hổ mạnh tới mức không có thiên lý. Rõ ràng không phải tôn giả nhưng một kích lại có tới 20 đạo quy tắc. Cho dù là lực lượng hay quy tắc, lão hổ đều vượt xa giáo chủ cửu tinh, thậm chí còn có khả năng đạt tới trình độ giáo chủ mạnh nhất. Hiển nhiên, chiến lực cực hạn của lão hổ là tôn giả, cho nên nó điều động quy tắc lục tinh, số lượng cũng vượt qua cực hạn của giáo chủ. Quá không công bằng, nhưng còn tốt, hắn không cần chiến thắng đối thủ này, chỉ cần tận khả năng ngăn cản vài chiêu là được. Hắn toàn lực ứng phó, Phượng Dực Thiên Tường phát động hắn tận lực trốn tránh, kéo dài công kích của lão hổ. Sau khi vượt qua vài trăm chiêu, cho dù lăng hàn yêu nghiệt cũng có lúc sơn cùng thủy tận, bị lão hổ dồn vào góc chết, hắn không còn không gian xê dịch. Tiểu bất điểm, cuối cùng bắt được ngươi, lão hổ cười to, nó lại vung vuốt đánh bại lăng hàn. Nhưng vào lúc này, hỗn độn khí sôi trào, bành, một chảo của nó bị ngăn cản. Hỗn độn cực lôi tháp, lão hổ trợn mắt, tại sao ngươi còn có át chủ bài? Không có quy định không thể dùng pháp khí nha. Lăng Hàn cười nói, lão hổ vô ý thức lắc đầu, đúng là không có quy định như vậy, hơn nữa cho dù người có dùng pháp khí cao dai, sức chiến đấu của nó cũng điều chỉnh theo, người sẽ bại trận cực nhanh. Nhưng vấn đề là, pháp khí trong tay Lăng Hàn cũng là cấp giáo chủ. chương 4918, Động Phủ của Đan Thánh Nếu Lăng Hàn sử dụng pháp khí lục tinh, nó có khả năng vận dụng lực lượng tôn giả sao? Việc này không hợp quy tắc, cho dù nó cường đại nhưng cũng không dám phá hư quy tắc, đây là cơ sở sinh tồn của nó, không tuân quy tắc, nó sẽ lập tức tiêu vong. Lão hổ im lặng, tại sao có thể có đối thủ như vậy? Bất đắc dĩ, nó chỉ tăng cường công kích, nó muốn nhanh chóng đánh bại lăng hàn. Sức chiến đấu của nó đã vượt qua cấp giáo chủ, mặc dù vận dụng đều là quy tắc lục tinh, nhưng có giáo chủ nào xuất ra 20 đạo quy tắc. Cho nên, trong cùng dài khó tìm ra người đánh với nó. Vấn đề là, lăng hàn lại thêm hỗn độn cực lôi tháp đều là tồn tại trí cường trong giáo chủ, Mặc dù không bằng lão hổ nhưng kéo dài thời gian cũng không thành vấn đề. 200 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu, lão hổ không muốn đánh, lúc này cho dù nó đánh bại Lăng Hàn cũng không có gì khác nhau, khẳng định sẽ dành cho Lăng Hàn thông đạo ngắn nhất. Oanh, nhưng vì tôn nghiêm, lão hổ công kích rất cường thế, cuối cùng cũng đánh bại Lăng Hàn. Hổ Vương đại nhân thật sự lợi hại, Lăng Hàn khen, trong cùng giai, ngươi là kẻ đầu tiên đánh bại ta. Mẹ nó, đây là tán dương sao? Lão hổ cười không nổi nó có thực lực tôn giả đỉnh cấp, đó là kết quả áp chế chiến lực, nhưng vẫn mất hơn 500 chiêu mới có thể đánh bại Lăng Hàn, quả thực mất mặt hổ. Người đi đi, hắn quơ cô móng vuốt, một tia sáng bao phủ Lăng Hàn, trong nháy mắt đã ném Lăng Hàn đi. Nhắm mắt làm ngơ, tâm thật mệt. Xeo, Lăng Hàn tiến vào một thông đạo, nơi này trống rỗng, cũng không có một ai khác. Hắn nhanh chân tiến lên, hắn chỉ dùng thời gian một ngày là đi ra ngoài, phía trước là một khu đồi núi trùng điệp. Thật nhanh, chỉ một ngày mà thôi lăng hàn nghĩ đến lão hổ nói thông đạo dài nhất phải đi một năm nửa năm so sánh với nhau hắn phí rất ít sức lực hắn tự tin cười một tiếng nói đến có thể chống đỡ bản thân hắn và hỗn độn cực lôi tháp thật sự mạnh nhất đương thời hiện tại hắn cũng đoạt lại vị trí đệ nhất lần nữa đáng tiếc rõ ràng là người thông qua đầu tiên nhưng lại không có ban thưởng gì lăng hàn lại tưởng tượng có khả năng thời gian ngắn nhất chính là ban thưởng trên đường này có cơ duyên gì khác hay sao ánh mắt của hắn lấp lánh hắn tiến lên và lục soát khắp nơi. Đi một hồi lâu, hắn sững sờ khi thấy chiến trường cổ. Nơi này, thây ngang khắp đồng, xương trắng khắp nơi, khôi giáp sứt mẻ nằm tán loạn nhiều hướng. Kỳ quái, vì cái gì nơi này có cổ chiến trường? Lăng Hàn đi vào, hắn muốn xem chiến trường này tồn tại thật sự hay là hư ảo. Gió nhẹ thổi qua, hạt cát bay bay, có nhiều xương trắng bị vùi lấp dưới đất. Lăng Hàn cúi người, hắn nhặt mảnh vỡ chiến giáp lên, thời gian quá lâu, hơn nữa cũng nhận lấy đả kích rất lớn, đã sớm biến thành sắt thường, chỉ cần bóp nhẹ là nó bay trong gió. Nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, cách đây thật lâu, nó ít nhất cũng là tiên kim lục tinh. Hắn nhìn rất nhiều khôi giáp vỡ vụn, phát hiện phần lớn nguyên vật liệu là lục tinh và thất tinh, nói cách khác, khi đó trận chiến đấu này có cấp độ tương đối cao. Hơn nữa, cường giả giáo chủ, tôn giả đều không mặc chiến giáp, vì làm thế sẽ ảnh hưởng tới tính linh hoạt, chỉ có thời điểm chiến đấu đại quy mô bởi vì loạn chiến, cho nên mới mặc chiến giáp phòng bị tổn thương. Lúc trước, chiến trường này có quy mô lớn cỡ nào? Lăng Hàn liên tiếp đi tìm khắp nơi, tìm kiếm có đồ tốt hay không? Đáng tiếc, cho dù là tiên kim cao dài cũng bởi vì năm tháng ăn mòn mà biến thành sắt thường, thần tính không còn. Lãng phí, quá lãng phí, nơi này có bao nhiêu tiên kim lục tinh, thất tinh, nếu lấy ra bán, hắn sẽ đổi được bao nhiêu tiên dược cao cấp. Đi gần nửa ngày, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một khối bia đá đứt gãy. Phía trên có chữ viết, Lăng Hàn đi tới, ánh mắt nhìn vào, đó là chữ cổ thời xa xưa, thời đại kia văn tự đặc điểm ngắn gọn, một chữ sẽ mang ý biểu đạt sâu sắc. Nhưng cũng bởi vì như thế, người đời sau rất tốn sức khi học nó. Lăng Hàn đọc rất gian nan, qua thật lâu, rốt cuộc hắn cũng hiểu nó nói cái gì. Thì ra nơi này chôn một vị đan thánh, phát sinh trận chiến này cũng là bởi vì có bốn phương thế lực tranh đoạt đan dược việt thế do đan thánh lưu lại. Nhưng bia đá đứt rời, cho nên nội dung không hoàn chỉnh. Lăng Hàn giật mình, đan thánh, hắn hiện tại có thể luyện chế đan dược thất tinh, thậm chí với năng lực của hắn, hắn có thể miễn cưỡng luyện chế thánh đan. Lăng Hàn thiếu chính là đan phương, dù sao mỗi một tấm đan phương đều là tâm huyết của tiền nhân, thông qua không biết bao nhiêu lần nếm thử mới định hình. Hiện tại hắn không có thời gian nếm thử, cho nên đã có sẵn đan phương, hắn có thể luyện chế đan dược thất tinh, thất tinh thậm chí thánh cấp. Đi, đi động phủ đan thánh nhìn xem, Lăng Hàn xuất phát, dựa theo bia đá nhắc nhở hắn đi tới nơi cần tới động phủ này đã mở ra hai cửa đá mở ra một bên một bên khác bị đánh còn một nửa bên trong rất hỗn độn rất hiển nhiên rất nhiều năm trước đó nơi này bị người ta chiếu cố qua còn có thể có thu hoạch sao lăng hàn ôm một chút hy vọng hắn tiến vào bên trong đại đường không phòng ngủ không chữ đan thất không lăng hàn dạo một vòng qua phòng luyện đan bởi vì các nơi khác đều không có thu hoạch sau khi tiến lên bỗng nhiên lăng hàn phát hiện đan thất lộn xộn lại khôi phục một cách kỳ tích. Đan lô nằm dưới đất hiện tại đứng lên, dược liệu sụp đổ cũng khôi phục như ban đầu. Thời điểm Lăng Hàn kinh ngạc, chỉ thấy một lão giả dâu bạc trắng đi đến, không đợi hắn có phản ứng gì, hắn xuyên qua thân thể của Lăng Hàn giống như không có thực thể. Lăng Hàn lập tức hiểu ra, đây là tàn cảnh nhiều năm trước, hiện tại hình ảnh bị lặp lại. Như vậy, đây là đan thánh. Lăng Hàn vốn hết hy vọng nhưng bây giờ lại là lại bắt đầu sinh ra hy vọng. Chỉ thấy đan thánh vừa đi, Hắn lựa chọn dược liệu trên kệ, hắn thì thào, "Đan phương cửu hoàng thập diệp đan, hôm nay có thể hoàn thành." Lão phu suy nghĩ suốt 93 năm, chỉ cần đổi Huyền Diệp thảo thành khổ hoàng căn thì không có vấn đề. Hắn vừa nói vừa lấy dược liệu, bắt đầu luyện đan. Đổi thành một người khác, hiện tại khẳng định sẽ ngây người. Bởi vì hắn có nhìn cũng không hiểu luyện đan, có dụng tâm ghi nhớ cũng vô dụng. Nhưng đối với Lăng Hàn tới nói, cái này tác dụng liền lớn đi. Đan Thánh biểu diễn tại hiện trường, Hắn hiểu sao? Chương 4919, Đế Nguyên. Bạn cần đăng nhập để đọc chương này, nếu có tài khoản đăng nhập tại đây nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây